anh Vũ. Mai anh đi rồi, biết cô còn trở lại hay chăng? Hiền, mai anh đi rồi em đứng đây trải lòng theo ngọn sóng sông này. Về tay ngầm gợi lòng theo gió, kẻ ở chân mây thương nhớ bạn phương trời. Anh Vũ. Hiền, anh sẽ về xin ba má mang trầu cau xuống để hỏi cưới em. Em sẽ là vợ của anh, em có tin không? Anh Vũ. Hiền. Ba đi con. Dạ. Hả? Hiền, em nói sao? Thưa ba. Đứa bé này là con của anh đó. Cô Liễu. Dạ. Phiền cô ra xin lỗi bệnh nhân, sáng mai tới khám nha. Dạ. Còn cô thì cô đợi tôi ở ngoài một chút. Dạ. Thôi, được rồi, cô đi đi. Anh Vũ, anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang nhớ tới anh Giáo Hoài. Má ơi, ông này không phải ba con đâu. Lệ, con không được nghĩ quấy. Ba con đó, ba con thương con lắm. Thương con cũng như là ông Giáo thương cậu Lịch vậy. Lệ, con giận ba phải không? Tại ba đang suy nghĩ nhớ tới ông Giáo mà. Con thấy mới gần ông Giáo hôn cậu Lịch thì cậu ấy hôn về ông Giáo. Giỏi quá, con của tôi ngoan quá. Hiền à. Dạ. Còn hai bác thế nào, có khỏe không em? Con ngồi đây nha, để ba má nói chuyện. Rồi. Còn ba thì ba đã từ em. Tội nghiệp cho em quá. Đã 7 năm trời xa cách, chúng mình có con với nhau mà, tại sao em không cho anh hay biết chứ? Em tưởng anh sẽ trở lại. Em cứ chờ, em cứ chờ đợi anh như lời anh dặn. Đến khi cậu Giáo Hoài bảo em là anh đi học xa lắm, tuốt ở bên tay lần, thì chúng ta mong gì gặp lại nhau. Xa cách biệt mấy muôn trùng, em vẫn mòn mỏi đời trong, vẫn nuôi dòng trong lòng. Nhưng mà anh mãi bạc tâm, không một lời nhắn thăm. Khi anh đã đi rồi, em mới biết mình thỏa thai. Trời ơi, anh đâu có ngờ
của anh. Em đau khổ suốt 7 năm trời, anh nào biết nào hay. Để anh chăm lo học tập, xa quê nhà giảng dầm muôn trùng. Em đâu dám than phiền, chỉ tuổi cho đời của em. Trời ơi, vậy mà anh nào biết nào hay, khi ở trời Tây anh chăm lo sự nghiệp, thì nơi quê nhà có người mỏi mòn thương nhớ, thêm đeo đắng con thơ mà chờ đợi bụi tao phùng. Bảy năm gối chiếc phòng đơn cô độc lầm lùng, đó là số phận trung duyên em gánh chịu. Nay gặp nhau rồi hãy quên bỏ chuyện ngày xưa. Đạo vợ chồng là nghĩa nặng trăm năm, đâu phải kẻ ăn xổi ở thì mà anh e ngày. Anh hối hận vì anh đã ngông cuồng dũng dãi, để luyện cho vợ con phải lần đần giữa phong trần. Em à, trong lúc bụng mang dạ chưa, em có xin ba má hay tha thứ cho chúng ta không em? Từ khi biết em mang thai, ba đánh em gần chết và đuổi em ra khỏi gia đình, nên em phải đành đến ở nhờ nhà cô giáo hoài để chờ ngày sinh nở con mình. Hiền à, em mới tha lỗi cho anh. Lúc anh trở về Sài Gòn thì gặp cơ hội có người giúp đỡ anh du học ở Pháp, cho nên anh không kịp viết thơ cho em. Anh Vũ, 7 năm trời dài đắng đằng, em vẫn đợi chờ anh và bám víu vào con để sống. Dẫu sống trong khổ hận buồn đau, lúc đôi con thiếu áo hay bị người khinh bạc, thì hình ảnh của anh là nguồn an ủi lớn, là nghị lực giúp em vượt qua những hiểm trở của cuộc đời. Mỗi lần vào hè nhìn điểm trổ bông, nhớ lúc anh tập bơi xuồng trổ ngang gò ma, nhớ hàng dừa xanh rủi la, nhớ ánh trăng buồn tiếng bạc lúc chia tay. Em Hiền, ba khóc hả ba? Không, ba đâu có khóc. À Hiền à, sao em lại đặt tên con là Lệ chứ? Con tên là Thanh Lệ chứ không phải là Lệ không đâu. Cậu giáo hoài đặt cho con đó. Từ lúc có thai đến ngày sinh nở, em khổ quá khóc hoài, nên cậu giáo mới đặt tên cho con là Lệ đó. Alo, tôi là bác sĩ Vũ đây. Alo, ba đây. Con khỏe chứ? Con khám bệnh xong chưa con? Dạ thưa ba, bệnh nhân về hết rồi. Ba vẫn khỏe chứ? Ba lúc nào cũng vậy. Nè con bảo vợ con chút nữa ba qua ăn cơm trưa, và có chút chuyện cần bàn với con nghe. Thôi, chào ông bác sĩ nha. Dạ. Ba phải không anh? Má ơi, bữa nay con có ba rồi. Ba ơi, ba cho má với con ở đây với ba cho vui nha ba. Không được đâu con. Sao vậy anh? Em quên rằng đây là phòng mạch của anh sao? Em và con ở đây đợi anh một chút, anh vào rồi anh sẽ tính nha. Má, ba nói ba tính, mà ba tính cái gì vậy má? Con không nghe ba nói sao? Đây là phòng mạch chứ đâu có phải là nhà của ba. Cô Liễu, cô Liễu. Dạ, thưa bác sĩ,
Có chuyện gì xin bác sĩ cứ nói. Cô Liễu à, tôi đang gặp chuyện rắc rối. Chuyện riêng của tôi nó phức tạp lắm cô à. Lúc khác tôi sẽ thuật lại cho cô nghe. Bây giờ tôi nói mau cho cô rõ. Đứa bé trong phòng kia là con ruột của tôi. Con của bác sĩ? Con... mẹ nó là người thiếu phụ mà cô tiếp dưỡng khi này. Đã 7-8 năm qua tôi mới gặp lại cô Liễu. Hiện giờ cô cũng thấy rõ việc trước mắt là mẹ con Hiền không thể ở đây được. Tôi nhờ cô tìm một nơi để mẹ con cô ấy tạm lánh ít lâu. Thưa ông, rồi lỡ bà biết được... Nhất định hiện giờ thì không thể cho cô Mộng Ngọc biết được. Bây giờ cô Liễu giúp tôi được không? Bác sĩ, nhà tôi còn rộng và chỉ có một mẹ già, chắc bà ấy về tạm ở được. Nhưng bác sĩ à, tôi... Cô Liễu, xin cô đừng hiểu lầm tôi. Tôi không hề cố ý tạo ra cảnh một kiện hai quê, mà thật sự tôi đang lâm vào cảnh trai ngang. Tâm tư xôn xao ruột rối như tơ vòn, duyên mới tình xưa như giông bão bất ngờ. Hiền đã ôm con sông 7-8 năm dài mà chờ đợi, còn Mộng Ngọc cũng thật lòng tha thiết yêu tôi. Tình trước nghĩa sau, tôi biết xử sao cho vẹn. Tình ý ngổn ngang, tâm sự não nề. Bác sĩ, tôi sẽ cố gắng giúp cho bác sĩ vẹn đôi bề. Cảm ơn cô Liễu. Thưa bác sĩ, nhưng tôi e cô Hiền sẽ nghi ngờ. Việc đó thì tôi sẽ tìm cách nói. Bây giờ cô hãy đưa Hiền và bé Lệ về nhà cô giúp giùm tôi. Dân. Ý, má ơi, bà có bận đồ gặp kia, ai vậy ba? Má cũng đâu có biết, chắc là bạn cùng làm với ba đó. Kìa, anh, bệnh nhân về hết rồi hả anh? À, họ về rồi, bây giờ mình đi em. Đi về nhà mình hả ba? Anh ơi, nhà ai ở bên đó vậy anh? Em thấy đồ đạc nhiều lắm. Sao em thấy? Vừa rồi có một bà đẹp lắm, mở cửa mang nước cam cho anh kìa. À, bà nào? Bà có nói gì không? Dạ không, bà nhìn em mỉm cười rồi khép cửa lại hà. Kìa, anh, anh làm sao vậy? Không có gì. Bây giờ em nghe anh nói đây. Em nghe anh nói để hiểu anh. Việc gì vậy anh? Em Hiền à, anh muốn em chớ vội phiền trách anh. Kìa, tại sao anh lại nói với em như vậy? Bởi hôm nay bất ngờ gặp lại nhau. Ngày xưa mình yêu đương lén lút, nên nay mình muốn thưa với mẹ cha để rước em về nhà anh. Em rất mong được mẹ cha chấp thuận để cho em tròn bổn phận con dâu. Nhưng em biết ở đâu chưa tiền để chờ cho anh xin phép vợ chồng ta mới được sum vầy. Em yên tâm đi, thì đây có cô Liễu đã sẵn lòng. Vì cô hiểu hoàn cảnh của mình, em và con đến nhà cô Liễu ở đỡ vài hôm. Cô
Hiền à, nhà tôi chỉ có một mẹ già, mẹ tôi vui vẻ hiền hòa, cô cứ yên lòng đến ở cùng tôi. Nè, về nhà cô Liễu chơi nghe cưng. Sao con cái về nhà mình hả ba? Con, mình về nhà cô Liễu trước. Ba sắp đặt xong sẽ rước mẹ con mình. Đi con, đi. Dạ. Yeah. Đợi về dùng cơm đó. Ê, chết rồi. Ba gọi điện thoại mà anh quên nói lại em. Xin lỗi nha. Trời, anh này khách sáo hoài à. Anh lo bệnh mà nhớ đến ai. Hồi nãy em có qua đây nè. Ủa, sao em không gọi anh? Em biết anh ở đâu mà gọi. Chỉ thấy có một cô nào đó cùng với đứa bé ngồi chỗ này nè. Em có chào cổ nữa. Rồi cô ấy có nói gì em không? Dạ không. Ủa cô Liễu đâu rồi anh? Cô chạy đâu đó mà. Không, cô ấy về rồi. Ủa sao lạ vậy? Hằng ngày trưa cô ở lại đây mà. Anh cho phép cô về. Thôi mình qua phòng ăn đi, kéo ba đợi em. Đi đi. Cái anh này hôm nay lạ ghê vậy đó. Chú Tài, chú có thấy gì không? Không. Ai in như là bác sĩ? Ông chủ, nhưng mà ông chủ tìm ai? Chú nhìn thử coi, góc bên trái ở trong quán kem, đó, đó. Dạ, in như là bác sĩ ngồi với... Bác sĩ ngồi với một thiếu phụ và một cô bé gái. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ai vậy cả? Không lẽ là bệnh nhân là mời bác sĩ đi ăn kem? Thôi đừng có nói điên. Anh đưa tôi trở lại phòng mạch rồi theo dõi coi bác sĩ và con mẹ đó với đứa cháu đó đi đâu nghe không? Dạ. Nhớ cẩn thận, giữ kín nghe không? Dạ. Cô Liễu ơi, cô Liễu! Trời ơi, chuyện gì vậy? Một tin quan trọng ghê gớm. Tin gì mà quan trọng ghê gớm? Một vụ tự tử. Tự tử? Ai tự tử? Một người quen với cô. Anh ta cắt mạch máu cho máu tuồn sôi xả, rồi anh đi ngờ ngờ đi kiếm cô cùng khắp cả bệnh viện này, chờ nghe lời của cô chỉ một tiếng thôi để anh ta quyết định chết luôn hay sống lại. Nhưng mà trời ơi, người đó là ai và hiện đang ở đâu chứ? Anh ta là tài xế ở phòng mạch này. Hắn đang mơ tưởng nhớ trộm thương thầm. Nếu được cô yêu, hắn sẽ sống thêm. Còn nếu cô đoạn tiệc thì a lê rẹt rẹt. Anh Miễu Ảnh chớ có liều thân tự giận cho uổng quan. Anh đâu có tự giận. Chứ anh nói rẹt rẹt là cái gì? Không phải anh định cắt mạch máu tay sao? Tôi nói rẹt rẹt có nghĩa là anh ta bị đau bụng. Rồi cái ảnh đi cạo râu xong cái ảnh đi công chuyện tới gặp cô đó chứ. Thôi đi, tôi không có thời giờ nói chuyện điên điên với anh nữa đâu. Khoan, cô Liễu. Tôi xin lỗi cô, tôi không có dám nói bậy nữa đâu. Tôi muốn nói cô nán lại cho tôi nói một việc quan trọng thật đó mà. Rầu quá à. Nói gì thì nói đại đi. Cô Liễu ơi, tôi không có nói điên nữa đâu. Tôi không có nói bậy nữa đâu. Biết rồi mà, anh nói đi. Cô Liễu ơi, tôi... Cô Liễu, tôi... Thì chuyện gì thì anh cứ nói đại ra cho rồi đi. Chứ cái gì mà cứ Liễu ơi, Liễu hỏi hoài vậy? Tôi muốn hỏi thăm cô một chuyện. Chuyện gì vậy? Chuyện này nó dài lắm. Dài?
mà làm gì quan trọng quá vậy? Lâu lâu mới làm phiền có một lần mà. Thôi được rồi, anh nói đi. Nhưng mà nhanh nhanh à nghe. Hôm qua trời mưa. Hôm qua trời mưa không có lớn mà cứ kéo dài cả ngày cả đêm à. Mưa đó người ta kêu là mưa ngâu đó cô Liễu à. Cô biết tại sao người ta kêu là mưa ngâu không? Trời ơi, tưởng chuyện gì. Anh bảo người ta ngồi đây nói chuyện quan trọng, té ra là chuyện trời mưa trời nắng hả? Thì cái chuyện quan trọng của tôi nó bắt đầu từ cái chỗ trời mưa trời nắng đó. Cô không nhớ hai cái câu thơ, thơ gì của một ông đại văn sĩ nào? Nắng mưa là chuyện của trời, tương tự là chuyện của người trần gian sao? Thôi đi anh ơi, tôi đang học ngành y tế chứ đâu phải tôi làm dự báo thời tiết. Tôi chỉ biết tên thuốc, biết chích thuốc chứ không có biết thơ thẩn như anh đâu. Cô thì làm y tá, còn tôi thì làm tài xế. Mỗi người đều có một cái nghề riêng để sống. Nghề thì có nghề này, nghề khác, nhưng mà tình cảm và trái tim của con người thì nó phải giống nhau chứ. Trời ơi, cái anh này lạ chưa. Tự nhiên hôm nay anh kéo tôi lại đây để nghe anh nói chuyện trời mưa trời nắng, rồi đến chuyện trái tim tình cảm lăng nhăng. Nè, bộ anh muốn đổi nghề tài xế để làm văn sĩ sao? Cô Liễu, tôi không ngờ là quen biết và gần gũi với cô đã 3 năm rồi mà cô đối với tôi vẫn dửng dưng như là người xa lạ. Hay tại cô làm cái nghề này riết rồi trái tim của cô nó thành đá rồi phải không? Thôi đi cha nội, trái tim chai thành đá nghĩa là hết đập rồi. Bộ anh muốn trụ tôi chết phải không? Làm gì có chuyện đó. Cô chết rồi, tôi sống với ai đây? Thôi, sắp tới giờ tôi làm việc rồi, tôi đi nghe. Cô Liễu, xin cô hãy chậm cái dừng chân cho tôi sao trước được bài phân. Thôi đi, tôi không rành để chờ anh. Xin anh hãy quên những chuyện tầm phào. Cô Liễu ơi, làm người phải có trái tim, biết nhớ biết thương biết sầu biết khổ, thì làm sao tôi quên được buổi đầu tiên gặp gỡ. Hình dáng của cô như một nàng tiên kiều diễm đã làm cho tôi ngây ngất cả tâm hồn. Thôi thôi đi anh ơi. Tài xế ơi, sao anh lãng mạn quá trời. Tôi chỉ là một cô y tá mộc mạc đơn sơ, không tài không sắc, thì làm sao có thể là nàng tiên kiều diễm của anh. Liễu ơi, tình yêu có thiên hình dạng trạng, từ hoa đồng cỏ nổi sẽ biến thành thước giường mẫu đơn. Đâu có giấc mơ nào đẹp bằng thần nữ du sơn. Muốn chi trước mắt tôi Liễu đúng là một người nàng tiên ở cõi dương trần. Ông ơi ông, ông đọc sách quá thành dơ dẫn thẫn thơ, đứng ở đây mà nói chuyện mộng mơ không à. Thời đại nguyên tử mà, anh tưởng là anh ở đâu vậy? Cô Liễu ơi, nếu cô không thích mơ thì tôi xin nói thật, nhớ ngày tôi nộp đơn xin làm tài xế, đang ngồi trên ghế chờ đợi tin vui thì bỗng đâu cô xuất hiện trước mắt tôi như một thiên thần. Cô vuốt ve người này, nắm tay người nọ, đôi mắt triều mến thiết tha như chia sớt niềm đau nỗi khổ. Lúc đó tôi hết muốn xin làm tài xế mà chỉ muốn làm một bệnh nhân để được cô săn sóc chăm nom. Nhưng đó chỉ là mơ ước. Còn bây giờ cô vẫn là y tá cho bác sĩ, còn tôi là làm tài xế cho ông. Đã 3 năm trời đã vào chung một khoảng sân, mà tình cảm thì cách ly xa quá. Vì Liễu ơi, cô mãi mãi là hằng nga trên cung hoàng, còn tôi trước sau vẫn chỉ là một chúa của già. Mong rằng trăng ngà
chuyện vơ vẩn nữa. Đó là lòng thành thật của tôi mà. Trái tim nó biểu sao thì tôi nói vậy chứ. Nhưng đây đâu phải là bệnh viện tâm thần đâu. Mà tại sao, tại sao tôi lại gặp phải một chàng điên lang thang ngơ ngẩn, hết đòi tự giận lại kéo tôi nói chuyện tâm tình. Tại thương thiệt mà. Từ trước sân nhà bác sĩ, anh đưa tôi lên đến tầng đình. Hãy tỉnh lại đi anh, vì chỉ trễ thêm vài giây nữa tôi thì bị đuổi, còn anh sẽ bị tống cổ vào nhà thương điên. Anh biết chưa? Anh không có lo, vì anh chỉ cô độc một thân. Còn tôi có mẹ già chỉ hy vọng vào tôi nuôi dưỡng. Cuộc sống khó khăn, tôi không có thì giờ để yêu đương riêng rẻ. Anh hãy hiểu giùm tôi đừng trách móc than phiền. Liệu ơi, tôi muốn... Nhưng dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh đã nghĩ đến tôi. Ý, hình như là ông đến kìa. Chết cha, ông đến hả? Thôi tôi đi nghe cô Liễu, mai mốt mình nói chuyện tiếp. Mình đi nghe Liễu. Chào cô Liễu. Dạ, chào ông. Dạ, còn sớm, bác sĩ chưa làm việc đâu. Sao ông không ghé qua nhà? Tôi không định gặp bác sĩ, tôi muốn hỏi cô chút chuyện thôi. Dạ, ông cứ nói. Tôi muốn hỏi cô có mến Mộng Ngọc con gái của tôi không? Dạ có chứ, cháu mến bà bác sĩ lắm. À, nhưng sao ông lại hỏi như vậy? Vì chuyện này có liên quan đến hạnh phúc của Mộng Ngọc. Đáng lẽ tôi không làm phiền cô, nhưng tôi không biết nhờ ai bây giờ. Dạ, có cần gì cháu xin ông cứ nói. Nè, cô ở gần Vũ, chắc cô không lạ gì những người mà nó thường giao du. Tôi muốn nói đến một người đàn bà, chắc cô biết. Dạ thưa ông. Dạ, ngoài các bệnh nhân ra, cháu ít thấy ai đến phòng mạch của bác sĩ. Còn việc giao du của ông Vũ thì làm sao cháu biết được? Người đàn bà có một đứa con. Tôi không rõ nhà ở đâu cô Liễu à. À, chắc cô ít để ý đến chuyện riêng của bác sĩ. Dạ, dạ thưa ông. Cháu chỉ biết giúp ông Vũ lo săn sóc bệnh nhân thôi. Tôi xin lỗi đã làm phiền cô. Nhưng nếu xét kỹ sự lo âu của một người cha trước hạnh phúc của con gái mình, chắc cô không phiền tôi. Thưa ông, cháu hiểu. Cháu không dám làm phiền ông đâu. À, cô có thể đi làm việc được rồi. Nè, xin cô đừng cho bác sĩ biết là tôi có đến đây nha. Dạ. Cảm ơn cô, chào cô. Cô Liễu à, hôm nay có chuyện gì mà xem cô lo lắng như vậy? Dạ, thưa bác sĩ. Cô đừng giấu tôi mà. Thưa bác sĩ, tôi thì tôi không có gì phải lo cả. Mà tôi chỉ lo là lo cho bác sĩ thôi. Lo cho tôi? Chuyện gì vậy cô? Dạ, chuyện cô Hiền. Hiền? Hiền làm sao? Cô nói ngay đi. Bác sĩ, ông Thiện vừa ở đây nè. Hả? Ba tôi? Ba tôi tới đây chi vậy? Tôi không biết. Tôi nói để bác sĩ Liệu mà tính. Và nhớ đừng cho ổng biết là tôi nói, vì tôi có hứa với ổng. Được, tôi xin hứa. Mà ba tôi đã nói những gì à? Thưa bác sĩ, hình như ông cụ đã nghi ngờ bác sĩ và cô Hiền đó. Trời ơi, làm sao ba tôi biết được kìa? Rồi cô trả lời sao? Tôi đã nói là mình không biết gì hết á. Bác sĩ à, bác sĩ nên tính cách nào? Chứ tôi thấy ổng đã nghi rồi đó. Tôi hiểu rồi cô Liễu à. Ủa, cô Liễu, hết giờ mà cô chưa về sao? Dạ, tôi cũng sắp về. Dạ, chào ông bà. Dạ, cô về nghe bé Dung nha. Dạ. À, sao? Hôm nay Dung có ngoan không? Bà chờ mình bên nhà đó, bà hôm qua gọi mình về. Thôi mình về. Đi. Đi. Dạ chào ba. À, chào bác sĩ. À, đồ án bệnh viện đã xong, bà đem qua cho con xem coi có sửa đổi gì không. Dạ, thưa ba,
con không có ý kiến. Kìa, bộ con giận ba sao? Con nghĩ coi, thời buổi này mà dân đi học ở Tây về thì người ta mở phòng mạch tư nè, bệnh viện tư nè, như vậy mới hốt bạc chứ. Chứ ai như mấy ông thằng bác sĩ nè, đòi xây nhà thương thí, rồi ai trả tiền, ai trả công. Nè, ba định cất cái nhà thương tư lớn nhất ở Sài Gòn này chỉ vì lo cho vợ chồng con. Sao, con xem ý định của ba có đúng không? Dạ thưa ba, việc xây cất là tùy ý ba. Ba biết vậy, nhưng cũng hỏi qua con để sau này con khỏi phải phiền trách. Thưa ba, đời nào con dám. Thôi ba về nha. Kìa ba, ba không dùng cơm như chúng con sao? À, ba phải về vì hãng có hẹn với khách hàng. À, ba đi qua hãng hả? Nè ba ơi, rồi lát nữa ba trở về đây con dọn cơm cho ba ăn nha. Khéo lo dữ, cô làm cho tôi không có cơm ăn vậy. Nè, liệu lo cho chồng cô kìa. Kìa ba kỳ quá à. Ăn cơm đi má, con đói bụng quá à. Coi kìa, 6 tiếng đói chưa, ba chưa ngồi bàn, con không thấy hay sao? Trời, chưa không có ba, con cũng ăn cơm trước vậy. Nè Dung, không có được nói như vậy nha. Ba có việc bận đi khỏi thì má và con mới ăn trước được chứ. Thôi, con ăn trước đi, ba còn no quá. Nè, để má đưa con vô trong cho chị hai lo cơm cho con nha. Dạ. Mình, em pha cà phê cho mình nha. Thôi khỏi, cảm ơn em. Mộng Ngọc à. Dạ. Em ngồi xuống đây, anh nói chuyện này cho em nghe. Hồi trưa anh đến thăm người bạn ở Pháp về, anh nghe một câu chuyện thật là lạ mà cũng rất thương tâm. Chuyện gì vậy mình? Chuyện của người bà con bạn anh. Anh ấy có quen với một cô thôn nữ ở cùng quê. Hai người gian dối với nhau chưa được bao lâu thì anh ấy sang Pháp du học. Mối tình từ đó đứt đoạn. Ôi sao lại đứt đoạn? Đã yêu nhau thì dù cho sông ngăn núi cách gì cũng phải chờ nhau hết á. Cô thôn nữ ấy cũng nghĩ như em, nên cứ mỏi mòn trong đời. Còn anh ấy thì tưởng đâu hễ xa nhau thì tình yêu phai nhạt, nên không có thơ từ liên lạc gì với nhau cả. Trời ơi, em sợ mấy ông quá à. Thật là tệ ghê vậy đó. Tiến Sở Khanh làm sao ông ấy tránh khỏi. Thật đúng là Sở Khanh mà. Rồi sao nữa mình? Rồi anh ấy cưới vợ một bạn học ở Pháp và đã có con. Con cô kia, cô vẫn đợi chờ người cũ 7-8 năm trời. Khổ nỗi là cô ấy lại cũng có con với anh mà anh ấy không hề hay biết. Rồi cha mẹ cũ đâu mà không giúp cô đi tìm ảnh? Cô là một cô thôn nữ hiền hậu, biết cô có thai, cha mẹ cô đánh đuổi cô khỏi nhà. Cô phải đùm đậu với bà con và cô chờ anh ấy trở lại. Nhưng mà anh ta vẫn bạc tâm. Thật là tội nghiệp. Dù ơi, nghe anh kể chuyện người ta mà em sung sang trong nhà. Thương cho cô gái hiền ngoan mà phải dương câu hồng nhan bạc số. Và giông bão từ đâu đã vùi dập cánh hoa hồng. Lỡ một lần yêu là cam chịu phũ phàng, mang tiếng thị phi mỉa mai nguyền rủa, nhục nhã tông đường xấu hổ mẹ cha. Đàn ông các anh thì nhữ lũ bươn dần quá lo hút nghĩ, rồi bỏ mặt bay đi đi tìm bóng quá lạ. Nào biết chi hậu quả thảm thế, cho vợ
vợ không chồng, con dại thiếu cha, lạc nhi lòng giữa chợ đời. Trời ơi! Kìa, anh Vũ, sao vậy? Không. Theo lời bạn anh thì anh ấy cũng khổ lắm em mà. Vừa hối hận ăn năn chuyện trước, mà vừa bối rối không biết tính sao trong hoàn cảnh trái ngang này. Theo em thì em nghĩ thế nào? Em làm sao giải quyết được công việc của người ta? Nhưng theo em hiểu thì anh ấy không trọn lòng yêu người con gái đó. Những lúc gần nhau chỉ là phút bồng bột của tuổi trẻ mà thôi. Còn cô gái, cô gái sau 7 năm lặn lội đi tìm cũng chẳng phải còn yêu người cũ, mà vì cô lo toan cho hạnh phúc của đứa con mình. Lời lẽ của em đều đổ trúc lên đầu của bọn đàn ông. Anh nghĩ cũng đúng, chỉ tội nghiệp cho hai người đàn bà đều vô tội, biết chung tình với ai và biết phải phụ ai đây. Anh Vũ, sao anh có vẻ xúc động vậy? Chuyện của người ta mà nãy giờ vợ chồng mình cũng bàn cãi sôi nổi lắm đó. anh chú ý đến chuyện này vì anh thấy cái trường hợp này nó cũng ít có lắm em à. Thôi, đi, mình đi ăn cơm đi. Đi. Sao hồn mình mãi cô đơn, nghe trong lòng mình vẫn đau thương. Ôi kỷ niệm ngày xưa ước mơ, anh giờ anh ở nơi đâu? Em chờ anh mãi trong đêm, nghe hồn trong vắng khóc cho cuộc tình bé. Nhà rộng lớn quá, em cảm thấy trơ trọi quá. Chồng biết ban đêm anh ít khi đến được với mẹ con em, nhưng không đêm nào em ngủ được. Mỗi một tiếng động trước sân nhà là em lại nhìn ra. Tội nghiệp cho Hiền, tội nghiệp cho bé Lệ. Đáng lẽ Hiền và bé Lệ sống hạnh phúc bên ta, nhưng tại sao ta không làm được? Trời ơi, hoàn cảnh sao mà ngang trái quá. Má ơi, ba tới chưa má? Chưa con à. Ba đau tới quá, con giận ba rồi đó. Sao con giận ba? Sao vậy? Ba hứa cho bị sợ thú, rồi ba đại gọn con, để con phải mong chờ. Con giận ba quá chừng, con
có cho mà xem, mẹ bắt đền con đi. Tại ba con bận công chuyện, thôi để mẹ dẫn con đi nha. Dạ. Ôi con vui sướng quá, con được mẹ cho đi. Con sẽ không khóc nè, và hứa mang nước kia. Thương mẹ thật ta thương, mẹ đừng khóc nữa nghe. Con, má không khóc nữa đâu, má hứa mà. Không, má nghe ghẹt con, đêm nào con ngủ rất giấc, con cũng thấy má khóc hết á. Thôi, để má hát cho con ngủ nha. Dạ. Ngủ đi con, nè. Con cá ly ngư sầu tư biến lỗi. Con chim nọ trên cành sầu cội biến bay. Hiền ơi, Hiền. Dạ. Vũ, em có linh tính là anh sẽ tới. Em không ngủ được sao? Em nằm mãi mà không ngủ được. Con ngủ hả em? Dạ nó mới ngủ đó. Nó cứ mới hỏi ba hoài hà. À, tội nghiệp. Ý, con nó nóng hả em? Dạ nóng hơi hơi. Em định cho nó uống thuốc tàu bay đó. Ai bảo em cho nó uống thuốc bị bại vậy? Phải đem đến phòng mạch anh coi mạch rồi mới cho nó uống thuốc được chứ. Dạ hồi đó mỗi lần nó nóng á, em cho nó uống thuốc tàu bay là hết liền hà. Hồi đó khác, bây giờ thì đã có anh. Em muốn cho con nó uống thuốc gì thì phải hỏi anh chứ. Em quên anh là bác sĩ rồi sao? Em có nghe anh không? Anh nói là em nghe chứ sao lại không. Anh Vũ. Em nhớ anh quá à. Em Hiền, để em lạnh lùng cô quạnh, em có hờn, em có giận anh không? Không. Cô quạnh lạnh lùng không đáng sợ, mà chỉ sợ dư luận dèm pha. Gái không chồng mà lại có con. Hiền, em muốn được làm vợ đời chồng, hơn là làm thân con gái dòng phu. Để yên tâm làm vợ thương chồng, dư luận không màng dòm ý bởi bồng. Bồi trước chia tay vốn lường sanh lý tư biệt, đánh đồng ngán ngào ý tình em quá cao sâu
ai bài chi cảnh bãi bể nương dâu. Cho vợ lìa chồng con dại phải xa cha. Anh à, bộ có gì không giải quyết được phải không anh? Vũ à, anh đừng giấu em. Không, anh đâu có gì đâu. Anh, nhưng mà anh không thể để tình trạng này kéo dài đâu. Thôi, anh về. Sao lại về? Không ở đây được à? Bộ anh sợ ba má biết phải không? Anh chưa nói gì với ba má sao? Chưa có dịp em à. Thôi, anh về. Sáng hoặc trưa anh cho cô Liễu đến thăm bệnh cho con nghe. Anh nhớ nói cô Liễu đến chơi nha. Vắng anh, mẹ con em buồn lắm. Anh biết không? Anh biết. Anh sẽ đến thường hơn. Thôi, anh về nghe em. Dạ. Má nè con. Ba đâu rồi má? Ba con đi về rồi. Con ngủ đi con, để má ru con ngủ nha. Dạ. Ngủ đi con. Hãy ngủ. Này hôm trước gặp ngồi ăn kem với bác sĩ nè, phải không? Dạ không biết nữa. Sao cái gì cũng không biết hết vậy? Chú biết lãnh lương không? Dạ cái đó biết. Chú biết chú sắp nghỉ việc không? Dạ chưa, nhưng mà nghi. Nghi đúng á. Cô Liễu ơi, cô Liễu. Kìa, cô Hiền, cô bồng cháu đi đâu vậy? Trời, nó bệnh nhiều lắm cô ơi, ảnh đâu rồi? Bác sĩ kia kìa, cô vào đi. Cô y tá, tôi lấy số hồi sớm lận mà. Dạ thưa quý ông bà cảm phiền, cháu bé bệnh nhiều xin vào trước để kịp chữa trị mà. Trời ơi, tôi lên máu, tôi lấy thẻ từ sớm. Người vô sao được khám bệnh trước cũng như không. Người ta đã xin lỗi mà còn trách làm chi. Con nhỏ bệnh nặng mà. Anh Vũ. Ơ kìa, em, có chuyện gì vậy em? Trời ơi, con nó đau nhiều lắm anh à. Nửa đêm làm kinh nữa. Em... À, thôi được rồi, đưa anh coi coi. Má ơi, má. Con. Ờ, nên đi con, nên đi con. Em đừng sợ. Đến chiều thì con nó sẽ bớt. Con nín đi. Tội nghiệp con tôi. Anh này cô Liễu. Dạ. Cô đến nhà thuốc Tây mua giùm tôi mấy thứ thuốc này. Dạ. Anh Vũ. Dạ xin lỗi cô, tôi muốn nói chuyện với bác sĩ. Dạ thưa ông, dạ ông cứ tự nhiên. Ô ba, ba muốn nói chuyện gì à? Ba muốn biết người thiếu phụ này là ai. Có phải là nhân tình của con không? Dạ thưa ba, Hiền là người mà... Như vậy, đúng cô kia là nhân tình của cậu. Còn đứa bé kia có phải là con của cậu không? Dạ... Dạ phải. Quá lắm rồi. Thật tôi không ngờ mà. Ba, con xin ba bớt giận mà. Thôi, ba. Khỏi phải nói gì cả. Tôi không ngờ cậu chỉ là một kẻ vong ân, dám ngang nhiên làm điều phản bội. Tôi làm lỗi gì với cậu đâu mà cậu ngỡ dối gạt cha con tôi. Ba bình tĩnh nghe con nói mà ba. Khỏi phải nói gì thêm.
khi sự thật đã chán chường trước mặt, cũng đủ nhục nhã cho tôi thật là một bài học đắng cay. Ba, con không bạc tình và cũng chẳng thù rãi ai, và con cũng không khi nào quên ơn gầy dựng của ba. Cậu nên nhớ nè, không nhờ đồng tiền của tôi á, thì thằng nghèo mát rẹp làm sao được cất đầu lên làm ông nọ với ông kia. Ba, tôi nói cậu, tôi giúp đỡ cho cậu ăn học thành tài, tiền của tôi mà, tôi gả con cho cậu. Mộng Ngọc nó có lỗi gì mà cậu phản bội nó? Cậu Vũ, sao cậu nói chà đạp lên lòng tin yêu của con tôi? Ba, không có phải vậy đâu ba. Con có thuật chuyện này cho Mộng Ngọc nghe, nhưng mà tại con chưa dám nói rõ thôi. Trời ơi, Vũ đã có vợ con rồi sao? Phải, nó đã có vợ con rồi. Tôi đã lầm mà gả con cho nó. Bây giờ này Mộng Ngọc mà phải chịu khổ nè. Con bé Vũ... Ba, chủ tâm của con không phải lừa dối ba và Mộng Ngọc đâu mà. Đừng ba nói gì nữa hết á. Cậu đã làm mất niềm tin của cha con tôi rồi. Cậu cứ xét lại lòng mình đi. Nếu hết yêu con tôi thì cứ nói thẳng cho tôi biết. Tôi nhắc cho cậu nhớ là con Mộng Ngọc nó không ế chồng đâu. Ba, thà nó có hai đời chồng còn hơn là phải khổ cho một thằng chồng bội bạc. Cậu đi khỏi đây, đi ra đây. Tôi gả con nó liền bây giờ cho cậu xem. Trời ơi, người ta khinh khi tôi đến thế là cùng. Anh Vũ, thật em không ngờ, thì ra em đã làm khổ cho anh. Không, chính anh mới là người làm khổ em, làm khổ Mộng Ngọc. Mộng Ngọc là vợ anh, là người đàn bà em gặp hôm trước phải không? Phải. Anh Vũ, em không muốn làm khổ anh. Anh hãy để em đi, anh hãy để em đi. Hiền, em đừng đi đâu cả. Hiền, em hãy đứng lại đây. Em hãy nghe anh, cô Liễu. Nhờ cô đưa Hiền về nhà nhờ chờ tôi. Cô vui lòng giúp tôi lần chót. Tôi lấy mới giấy tờ rồi, tôi đi sau. Trời ơi, nếu tôi biết anh có vợ con, đời nào tôi lên Sài Gòn chi nữa. Ba, nãy giờ con ở đâu? Ba đừng giấu con nữa, con biết hết rồi. Ba sợ con khổ lòng trước sự thật. Hơn nữa, chính ba cũng chưa có bằng cớ xác thực. Ba chỉ thấy Vũ đi một lần với hai mẹ con bé kia thôi. Ba cố dò la hành động của Vũ giúp con. Mãi hôm nay ba mới rõ sự thật. Con phải gặp anh Vũ mới được. Con nói chuyện với Vũ, con hãy thận trọng lời nói. Lúc nãy ba đã nặng lời với nó. Thôi được rồi, để ba đi tìm nó. Chắc là lỗi tại ba đó. Sao lại lỗi tại ba? Ba nhận lỗi là tại ba quá thương con, nên với Vũ ba đã nặng lời, rồi lớn tiếng đuổi xua, để ba lo cho con đổi mới cuộc đời. Thôi thôi ba đừng nói nữa ba ơi. Ba nói với Vũ con nghe rõ đầu đuôi, và đau xót ngậm ngùi, e rằng phải khóc cạnh chia phôi. Nói xong ba cũng vô cùng ân hận, nhưng giận vì nó không chung thủy với con. Xin ba cho con nói lời này, đối với người đã thọ ơn mà vẫn chưa đền đáp được, nhắc lại chi cho họ đau lòng, rồi tự ai nổi như sông cồn căn ly tan. Ba có lỗi với con và Vũ, dù sao ba cũng gặp Vũ một lần, coi nó tính thế nào. Thôi ba. Con yên tâm, ba không nói gì nhiều đâu. Thôi ba đi nghe.
giận ba. Bây giờ mẹ thay ba mẹ dẫn con đi, con chịu không? Không. Trời ơi, đồ chốt con, đi thay đồ đi. Dạ. Dạ, thứ ba. Cô chưa về à? Dạ, tôi định lấy đồ để về đây. À, cô Liễu này. Dạ. Cô có thể nán lại tôi hỏi thăm một chút chuyện. Cô dạ. Ngồi đi. Dạ. Chuyện cũng hơi dài. Dạ, thứ ba. Bà muốn hỏi... Từ khi vào làm đến giờ, chắc mình không có điều gì phiền lòng nhau chứ. Tôi mong cô hãy thành thật với tôi. Dạ, xin bà cứ hỏi. Tôi muốn hỏi cô về người thiếu phụ đã đến phòng mạch lúc nãy. Chắc cô hiểu rõ chứ. Dạ. Dạ thưa bà. Dạ. Dạ tôi có biết cô ấy, nhưng mà... Cô cứ nói rõ, thiếu phụ ấy là ai, đã gặp anh Vũ Tự bao giờ? Dạ. Dạ thưa bà. Dạ. Cô ấy tên Hiền. Hiền. Dạ. Nhưng không phải hai người mới gặp nhau đâu, mà cô Hiền và bác sĩ biết nhau trước ngày bác sĩ sang Pháp du học. Biết nhau trước ngày Vũ sang Pháp du học à? Dạ thưa bà, đó là sự thật. Và hai người thương nhau, đã có con với nhau. Bé Lệ năm nay đã lên 7 tuổi rồi. Như vậy mà anh Vũ đành quên người tình cũ, nhưng sao tới giờ cô ấy mới tìm? Dạ. Dạ tại vì cô Hiền không hay bác sĩ về nước, nhưng nhờ cậu cô ấy đọc quảng cáo trên báo mới chỉ cho cô ấy đến đây. Bác sĩ chưa nói sự thật với bà, vì chính bác sĩ cũng bối rối trước một hoàn cảnh bất ngờ này. Nhưng bây giờ ai khổ hơn ai? Tôi và bé Dung nào có tội tình gì? À, cô Liễu. Dạ. Cô có biết hiện giờ anh Vũ ở đâu? Dạ. À mà thôi. Tôi có biết nơi anh Vũ ở cũng chẳng có ích gì. Anh ấy chẳng nghĩ tình mẹ con tôi mà đi. Tôi có nài nỉ cũng vô ích thôi. Thôi, tôi cảm ơn cô nha. Tôi làm phiền cô như vậy cũng đủ lắm rồi. Dạ, dạ không. Dạ thưa bà, không có gì đâu. Dạ, xin phép bà tôi về. Bà, tôi xin bà đừng buồn. Tôi tin là bác sĩ sẽ trở về. Tôi cũng mong như vậy. Cô Liễu ơi, cô Liễu. Trời ơi, may quá tôi đang muốn gặp anh đây. Hả? Chuyện gì đó cô Liễu? Anh nè, anh là đàn ông mà anh già mồm lẻo mép. Chuyện gia đình người ta anh đâm thọc làm chi vậy? Anh hại bác sĩ Vũ, không khéo rồi đây nhà tan cửa nát hết. Trời ơi, cô trách tôi vậy là tội nghiệp cho tôi rồi. Nếu tôi nói ra đây chắc là cô chẳng tin. Cho rằng tôi gian dối nên kiếm lời bào chữa. Thật nghe tình tôi có thù oán gì đâu, chẳng qua là tôi hiểu lầm. Tôi tưởng đâu bác sĩ đã phục tàn, gạt bỏ vợ nhà theo thói bươm mầm, và thiếu luôn cả lương tâm nghề nghiệp. Gạt khi gặp người thiếu phụ cô đơn, lúc còn yêu đau không chỗ nương nhờ. Xứ lạ quê người thiệt khổ biết bao. Nếu như anh được tận tường, hẳn là anh phải có thương hơn. Ông Vũ đã ở với Hiền trước khi sang Pháp học, có một đứa con 7 tuổi. Họ thất lạc nhau lâu rồi, bây giờ mới gặp lại nhau đó. Trời ơi, tôi có về như vậy đâu. Bây giờ ông Thiện nói nặng nói nhẹ bác sĩ, chắc là cô Hiền phải về quê để cho bác sĩ yên vui hạnh phúc. Chỉ tội nghiệp cho bé Lệ thôi. Thật tôi bậy bạ quá. Vậy bây giờ tính sao đây cô Liễu? Anh làm sao cho lương tâm anh yên ổn thì làm. Bây giờ chào anh, tôi đi làm đây. Cô khoan, cô Liễu. Cô khoan. Kìa, anh Tài. Cái gì mà khoan vui đó? Dạ, đây là chuyện riêng của tôi. Chuyện riêng gì vậy? À, bộ muốn của y tá hả? Xin lỗi,
Chứ ông là người lớn mà sao ông ưa xen vào chuyện riêng tư của người ta quá. Bây giờ mày muốn hỗn với tao phải không mày? Coi chừng mày ngang tàn vậy thì kiếm chỗ khác mà làm đi nghe. Tao không cần biết. Đuổi hả? Đuổi thì cũng được. Nhưng xin ông nhớ cho rằng luật lao động đuổi ngang là phải bồi thường đó. Mày cũng nhớ cho rằng mày còn thiếu tiền chưa trả mà còn đòi bồi thường hả mày? Ông cũng nên nhớ cho rằng tôi kiện ông bồi thường xong rồi tôi thối tiền thiếu nợ lại cho ông. Thôi thôi thôi, đừng có ba gai nữa. Nói chơi vậy chứ tôi còn mang ơn chú mà. Mang ơn hả? Tốt quá. Ông chủ điệu quá vậy thì xin ông cho tôi mượn thêm 5 game. Ủa? Mới 5 game chú còn mượn thêm để làm gì? Hết rồi. Thôi được, 5.000 đây chú cầm đi rồi ráng nhớ nha. 6 giờ chiều nay tan sở mình đi luôn. Tới villa của bác sĩ mướn ở riêng á. Dạ, cảm ơn ông. Xin chào ông. Nè chú Tài, chú nhớ chiều nay nha. Chiều nay đúng lúc 6 giờ. Ông không thấy tôi thì kể như tôi không đi. Bye bye. Ê, 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 không đi thì trả tiền lại nha. Nè, chiều nay mày sai hẹn là tao cho mày ngủ gốc luôn á. Đưa tiền mà không có bằng cớ thì thưa ai đây? Trời đất ơi, già mà còn dài. Bao giờ mới hết khổ? Trời ơi, chờ đợi 6-7 năm trời để kết quả như vậy sao? Người ta đã đẹp lại sang, còn mẹ của mình thì bần hàn quê dốt, làm sao mà sánh được? Em Hiền. Anh Vũ, em khổ quá anh à. Em đừng khóc nữa. Anh đã khổ nhiều lắm rồi. Hiền, anh cần cho em biết rõ sự thật. Cha mẹ anh đã mất lâu rồi. Trời, Hiền, sao em không nói gì hết vậy? Em đã thấy rõ hoàn cảnh của anh rồi, phải không? Em biết nói gì bây giờ? Nó ngoài sức tưởng tượng của em. Bao điều dự tính của em đều gãy đổ hết. Hiền à, chúng ta bây giờ đâu còn gì phải lo nữa em. Không, anh đừng tưởng có thể bỏ vợ con dễ dàng như vậy. Con anh nó có tội tình gì đâu. Nó sẽ sống với mẹ nó. Họ giàu sang đủ sức để nuôi nấng cho con anh. Sống nên người, một đời sống sướng vui. Đâu còn gì để anh lo. Chỉ có đôi mình bên nhau. Rồi đây anh sẽ ân hận nếu không suy nghĩ kỹ hơn. Tình yêu chúng ta cần tôn trọng, không nên ích kỷ với ai. Hiền à, nhưng thật ra anh không biết Hiền vẫn đợi chờ. Anh thật có lỗi với em, anh phải chuộc lại lỗi lầm. Huống chi ông ấy đã rẻ khinh, anh không còn cách nào hơn. Giờ đây anh chỉ có Hiền, sống lại kỷ niệm xưa. Lúc trước ta yêu nhau ba em cũng tức giận, cũng bình phẩm anh đủ điều.
em so sánh hai hoàn cảnh không đúng mà. Đúng lắm chứ. Bây giờ em càng thấy rõ hơn. Sở dĩ ba em làm như thế là vì hạnh phúc và tương lai của em. Cũng như ba vợ anh, sợ con gái em mất đi hạnh phúc. Má ơi, con uống sữa. À con, con nó tỉnh rồi kìa anh. Để em dạm khuấy sữa cho nó uống. Con hết nóng rồi phải không? Dạ, con hết nóng. Mà còn đói bụng nữa. Phải ba cho con uống thuốc hết bệnh phải không ba? Ờ, giỏi quá. Ba ở đây với con với má hoài nha ba. Ờ. À Lê à, con muốn nghe chuyện đời xưa không? Ba kể cho con nghe nha. Ba kể gì ba? Hồi đó con nghe ông giáo kể cho con gịch nghe nhiều chuyện lắm. Chuyện thật xăm nè, chuyện ông cọp nè, chuyện thỏ nữa nè. Ờ, giỏi quá ha. Con giỏi lắm. Đâu, con kể cho ba nghe đi. Con không có biết hết chuyện. Cậu gịch thì đuổi con đi chỗ khác lắm. Cậu nói mày đi kiếm ba mày đó. Nói cho mày nghe nha. Bài nãy kể. Tội nghiệp. Từ nay con sẽ không khổ nữa. Thôi bây giờ nè, để ba kể chuyện cô bé lạc trong rừng cho con nghe nha. Phải chuyện cô bé hoàng khăn đỏ phải không ba? À. Chuyện đó phải có cô bé lạc trong rừng bị chó sói ăn thịt phải không ba? Ờ. Thôi chuyện đó buồn lắm. Sao vậy? Chuyện đó tại cô bé đó không có cha có mẹ. Ờ. Vậy bây giờ con muốn nghe chuyện gì? Ba kể chuyện khác con nghe nha ba. Lệ, con nói gì với ba đó? Nè, uống sữa đi, đi ngủ khuya rồi. Dạ. Mai ba kể chuyện khác con nghe nha ba. Mai ba kể chuyện khác, mai ba kể chuyện khác nha. Thôi giờ con uống sữa rồi đi ngủ nha. Hiền. Dạ. Em hãy ngồi xuống đây với anh. Anh Vũ. Em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì với em? Em muốn anh trở về với chị Mộng Ngọc. Hả? Chị Mộng Ngọc rất xứng đáng với anh. Có học thức, có đủ tất cả mới giúp anh được. Chứ em quê mùa dốt nát. Nhưng em có tấm lòng đại lượng, một niềm chung thủy không ai sánh bằng mà Hiền. Nhưng chị Mộng Ngọc nào có lỗi gì với anh đâu. Còn em, anh về với Mộng Ngọc rồi, em và con sẽ ra sao? Không sao đâu anh. Em Em sẽ lấy chồng. Em sẽ lấy chồng như bao nhiêu thiếu phụ khác. Hiền, em nói gì vậy? Trời ơi, 7 năm trời em chịu bao nhiêu cay đắng cực khổ để chờ anh, tại sao bây giờ em lại nói câu đó? Hả? Em nghĩ gì vậy hả Hiền? Không, em đâu có nghĩ gì. Em chỉ mong anh và chị Mộng Ngọc vẫn giữ được hạnh phúc như xưa. Thôi, anh đi nghỉ đi. Em vào ngủ với con. Em Hiền. Em đi đâu vậy? Hiền à, đêm nay anh muốn tâm sự với em mà. Thôi được rồi, em vào ngủ với con. Con Hiền, em làm gì vậy? Anh đi ngủ đi mà. Em nằm với con. Ngày mai mình nói chuyện tiếp. Ngày mai ta phải gặp Mộng Ngọc mới giải quyết được. Dạ, mời bác sĩ điểm tâm. Ai biểu chị lo điểm tâm cho tôi vậy? Dạ, mời mới biểu. Hồi sớm mở có thức à? Dạ, mở thức hồi 5 giờ mấy. À, như vậy là Hiền không ngủ sai như mình tưởng. Nhưng tại sao lại không mở cửa? Hay là Hiền không muốn mình về Mộng Ngọc? Mà nó không muốn, tại sao lại khuyên mình nên về? Thật là khó hiểu. Chị Bíp ơi. Dạ, có việc gì? Tôi dặn riêng chị một việc, đừng để mợ đi đâu hết. Dạ, thưa bác sĩ, nếu mợ muốn đi làm sao tôi dám cản? Chị cứ khuyên mợ ở nhà đợi tôi. Tôi đi một chút thôi hả? Dạ.
Chị bảo chú gác gian khóa cửa lại. Thôi tôi đi à. Dạ. Má, má ba đâu rồi? Hồi tối ba ngủ với con mà. Thấy ba mệt nên má đổi cho ba đó. Vậy ba còn ngủ hả má? Ba con đi làm rồi. Má, ba thương con lắm phải không má? Ừ, dĩ nhiên là thương rồi. Hồi tối ba vô mùng, ba tưởng con ngủ nên đến hôn con. Rồi con làm sao? Cái con ôm ba hôn lại. Lệ à, nếu không gặp ba, con có nhớ không? Nhớ sao không nhớ? Nhưng con không chịu xa ba đâu. Má à, bộ má giận ba hả? Không, má đâu có giận ba. Con thấy nè, con thấy má buồn nè, rồi má nói chuyện xa ba nè. Ôi, nhiều chuyện quá hà. Nè, con ăn sáng đi. Dạ. Anh mới về hả? Sao em xanh quá vậy? Tại em không ngủ được suốt đêm nên hơi chóng mặt một tí. Anh ngồi đi. Em biết thế nào anh cũng trở về với mẹ con em mà. Em, lúc nào anh cũng nhớ là mình mang ơn ba rất nặng. Nhưng em nghĩ xem anh làm sao chịu được những lời khinh miệt của ba em. Anh ra đi là để thấy rằng anh vẫn có thể tự lập. Suốt đêm qua em không ngủ được, cứ nằm xuống là nghĩ đến anh. Ba em nói không đúng. Em nhìn nhận là như vậy. Em xin lỗi anh. À, vì em đã nghe và đã hiểu hết rồi. Phải. Nên em rất khổ tâm vì những câu ba nói. Liệu anh có phủ bỏ em, rời bỏ căn nhà này, em cũng không thể lấy chồng khác được. Anh Vũ ơi, đời con gái bên nước 12 một lần xuất gia, thì dù đục dù trong cũng cam lòng gánh chịu. Chứ lẽ đâu đi đổi già thay lòng. Bảy năm chung sống bên nhau, lửa mặn nồng. Hôn chi chúng ta đã có một đứa con, nó là keo sơn gắn bó nghĩa tình của vợ chồng mình hạnh phúc trăm năm. Mộng Ngọc ơi, lòng anh như muôi sắc kim châm, như cuộn tơ đang dò rối. Hoàn cảnh gì đâu để đặt anh vào ngõ hẹp. Anh muốn tìm một lối ra nhưng chung quanh anh sao cứ mịt mờ ô tối. Dù anh đừng quá đau lòng khổ sở như vậy. Nếu thật tình anh còn tha thiết yêu hiền như xưa thì em sẽ không bận biểu anh đâu. Mộng Ngọc, em cũng như Hiền, cả hai đều cao đẹp. Chỉ riêng anh, có lẽ đây là sự trừng phạt của trời mà. Việc gì rồi cũng có thể giải quyết, chỉ sợ mình không xét kỹ rồi sẽ gây khổ lụy cho bao người. Em và con thì đã đành rồi, chỉ sợ cho anh và cô Hiền cũng khó tìm lại những ngày hạnh phúc đã trôi qua. Vì tình yêu là một cái gì không thể tả, lúc bồng bột nổi sôi như diễm sơn bừng lửa, khi thì nhạt phai buồn lạnh tở việc băng. Anh cũng không tin là tình yêu xưa còn ở trong anh, nhưng anh không đành lòng
để cho mẹ con Hiền phải cô độc bơ vơ. Mộng Ngọc, anh thật không ngờ là Hiền dẫn con đến đây. Ngày xưa anh còn trẻ, hành động không nghĩ suy, nhưng trước hoàn cảnh của Hiền, anh không đành lòng để mẹ con nàng phải chịu khổ nữa em mà. Em cũng biết vậy, nên em có dám nói gì đâu. Em chỉ muốn biết thật lòng anh thế nào, để tìm một phương cách giải quyết cho em đẹp. Phương cách ấy thế nào vậy em? Sợ gì anh giấu giếm và lo lắng cho Hiền, cũng chỉ vì muốn chuộc lại lỗi lầm xưa. Theo ý em thì cô Hiền cũng không khác gì anh. Nghĩa là? Em nghĩ cô ấy cũng không vì yêu anh mà tìm đến đây, mà chỉ vì tương lai của đứa nhỏ. Có lẽ em nói đúng. Mông Ngọc, anh cần tìm hiểu lại ý định của Hiền. Nếu quả ý Hiền như vậy thì anh mong em nên thương bé Lệ cũng như Ngọc Dung con mình vì em. Anh khỏi phải lo điều đó. Nhưng mà anh còn ngại ba em mà. Sao việc hôm qua, em chắc ba không chen vào việc của chúng ta nữa đâu. Thôi, anh về. Anh về với Hiền đi, đừng để cô ấy buồn. Cảm ơn em. Anh đi, đừng để con nó thức dậy, nó biết được nó sẽ giận anh. Vâng, anh đi đi. Anh Vũ, em mong sao anh đừng bỏ mẹ con em. Thưa ông tìm ai? Thưa cô, đây có phải là nhà riêng của bác sĩ Vũ không à? Dạ phải, nhưng bác sĩ không có ở nhà. Tôi muốn gặp bà nhà. Dạ, mời ông vào. Thưa bà, có khách. Ai vậy cả? Chào cô. À, thì ra là ông. Dạ mời ông ngồi. Thưa ông, đến đây có điều chi dạy bảo à? Chắc cô Hiền còn nhớ tôi. Dạ nhớ chứ. Việc xảy ra chỉ mới có 2 hôm thôi. Chính nhờ ông mà tôi hiểu được sự thật phần nào. Hôm nay tôi đến đây cũng chỉ vì chuyện đó. Cô Hiền à, cô nghĩ sao về trường hợp của 3 người hiện tại? Con gái tôi, nó đang khổ sở vô cùng. Thưa ông, tôi rất cảm thông nỗi lòng của bà Mộng Ngọc, nhưng tôi nào có sung sướng gì hơn. Tôi biết. Hôm nay tôi đến đây để bàn với cô một giải pháp ổn thỏa cho cả 3 người. Vũ sẽ không khó xử, con tôi cũng đỡ buồn rầu, và cô cũng không hẹp hòi gì. Thưa ông định thế nào? Xen vào chuyện gia đình của con tôi là một điều vạn bất đắc dĩ. Nếu tôi có lời không phải, mong cô bỏ qua cho nhé. Dạ. Có phải cô và Vũ gặp nhau trước khi Vũ sang Pháp không? Dạ đúng vậy. Chắc bà Mộng Ngọc cũng hiểu chuyện đó. Cô Hiền à, tôi biết hoàn cảnh 3 người thật là khó xử. Cô nghĩ lại coi, gia cảnh Mộng Ngọc đang sống êm đẹp, bé Dung con nó được 5 tuổi rồi, bỗng cô đến đây làm cuộc đời nó sao động. Xin ông hiểu dùm cảnh ngộ của tôi, vì cảnh trái ngang nên lỡ làng duyên phận, rồi lại gặp nhau trong tuổi hận. Tôi còn sống đây là vì hạnh phúc của con tôi. Vậy thì tình yêu xưa không còn sâu đậm, bác sĩ Vũ đã yên phận cùng con sinh vợ đẹp. Nếu không thì mai sau gian dở, cô nghĩ thế nào khi hạnh phúc của người khác dở dang? Nên tôi đến đây giúp cô một số tiền để cô trở về sống chốn quê xưa, và giao bé Lệ cho Mộng Ngọc nuôi dùng, để cuộc đời mọi người được sống ấm êm. Sao? Như thế nghĩa là tôi phải giao con tôi cho bà Mộng Ngọc, để cho bé Dung và bé Lệ có chị có em à? Phải. Xin cô hãy nhận số tiền này. Tiền? Không. Không. Tôi không bán con tôi. Tôi không bán con tôi. Ông về đi. Cô ông Hiền. Về đi. Cô Hiền, hãy nghe tôi nói. Ông đi đi. Ừ.
khỏi đây. Nhưng còn vụ mình phải chờ xem ý của Vũ như thế nào. Dạ, chào bác sĩ. Ờ, cô Liễu, có chuyện gì cô Liễu? Dạ, tôi muốn hỏi bác sĩ bao giờ phòng mạch mở cửa lại. À, chắc phải là ít lâu rồi cô Liễu. Tôi vừa về gặp Mộng Ngọc rồi tôi lại sang đây. Bác sĩ, bây giờ bác sĩ liệu sao? Tôi đang ở trong tình trạng nan giải cô Liễu à. Suốt buổi chiều hôm qua tôi ở nhà với bà. Bà buồn khổ quá, tôi chịu không được. Cô là người ngoài mà còn vậy. Còn tôi, cô biết tôi đau khổ đến mức độ nào. À, hai người đàn bà đều đáng thương cả. Tôi biết liệu sao đây chứ. Bác sĩ về nhà dò ý bà Mộng Ngọc à? Mộng Ngọc thì không có ý khắt khe với Hiền. Nhưng mà Mộng Ngọc nghĩ là Hiền không còn yêu thương tôi như ngày xưa nữa. Và hiện tại nàng chỉ nghĩ đến tương lai của bé Lệ, cho nên mới tìm đến tôi. Tôi nghĩ cái này thì cũng có phần đúng. Thưa bác sĩ, theo ý tôi thì cô Hiền không phải đến tìm bác sĩ với ý đó đâu. Một người trẻ đẹp như Hiền, nếu không phải tình yêu thì sức mạnh nào giúp cô ấy vượt qua mọi khó khăn 7 năm chờ chồng trở lại? Tôi hoang mang quá cô Liễu à. Thôi, tôi có việc gấp phải đi. Bác sĩ nhắn giùm tôi thăm cô Hiền và cháu Lệ nha. À, chào bác sĩ. Biên, cô đi. Thì ra Vũ tin lời Mộng Ngọc. Vũ không hiểu tình yêu của mình đối với Vũ sâu đậm như thế nào. Thôi, còn gì mà lưu luyến nữa. Hiền ơi Hiền, Hiền, em mở cửa cho em với Hiền. Dạ, dạ anh chờ em chút. Em, con thế nào rồi em? Con nó bớt nhiều rồi anh à. Anh đã về nhà. Anh đã gặp chị Mộng Ngọc. Chị ấy định như thế nào anh? Mộng Ngọc cũng không biết liệu sao nữa. Anh đừng giấu em chuyện gì hết. Em đã nhận chịu số phận của em rồi. Anh nên trở về với chị Ngọc là hơn. Hiền, anh đâu thể để em và con phải chịu bơ vơ như trước nữa. Em đã chịu khổ nhiều rồi mà. Chính vì em đã khổ nên em không muốn cho một người nào khác phải khổ như em. Hiền, anh hỏi thật em điều này nghe Hiền. Dạ, anh cứ hỏi. Em có còn yêu anh không? Hay là vì con mà em tìm đến đây? Anh muốn em thành thật kể để chúng ta sớm giải quyết những chuyện trái lòng. Hãy nói đi em. Em đừng giấu anh. Em cứ nói sự thật. Dù sao anh cũng lo tương lai cho con. Anh quyết chuộc lại lầm lỗi ngày trước. Anh sẽ giúp em làm lại cuộc đời mà. Hiền, tại sao em lại khóc? Em buồn vì những lời nói của anh à? Em đâu có khóc. Em mừng lắm mà. Em mừng quá cho nên nước mắt tuôn rơi. Vì anh biết nghĩ đến em và lo cho con trẻ. Từ đây con mình no.
Hiền à, vì vậy nên anh muốn gặp em để cảm thông cho tâm chân tình. Còn em, em phải làm gì và ở đâu? Thì em cứ ở đây chứ còn đi đâu nữa. Anh đã nói là anh lo cho em mà. Bé Lệ nó đã lớn rồi, biết nó có chịu về với anh chị hay không. Nhất là khi em không còn ở trong nhà này. Bây giờ em nói vậy, bây giờ anh biết tính sao bây giờ hả em? Anh khỏi phải lo nữa, em sẽ cố gắng bảo con nó về nó ở với anh chị. Em bảo thế nào con nó cũng nghe mà, anh đừng ngại. Hiền, bây giờ anh hỏi thật em, em cứ nói thật đi, em không còn yêu anh nữa sao? Nếu em còn nghĩ đến anh thì anh sẽ tính khác, anh sẽ tính khác mà. Em đã nói rõ lòng của em rồi, anh còn hỏi gì nữa? Tình cảm của con người nào phải làm bài toán mà tính tới tính lui. Em không phải là hạng người như thế đâu. À, anh hiểu, anh đã hiểu rồi. Em định bao giờ em gặp Mộng Ngọc? Anh để sáng mai anh chị sang đây, em sẽ nói rõ cho con nó nghe trong đêm nay. Thôi anh về nghỉ đi, coi chừng bệnh đó. Em cũng nên nghỉ một chút. Anh hôn con rồi, anh về nha. Anh đi nghe em. Dạ. Anh vô. Từ nay em không còn biết bám víu vào đâu. Anh Vũ ơi, anh tệ bạc quá mà. Anh không hiểu được lòng em, mà cũng muốn chia rẽ mẹ con em. Anh không hiểu là Mộng Ngọc và cha của chị chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình của họ cho toàn vẹn, mà quên đi nỗi khổ của kẻ khác. Số phận của mình phải sao chịu vậy? Cô quan trách cũng vô ích mà thôi. Thưa mợ, hôm nay cậu có về ăn cơm không? Chắc là không. Có việc gì vậy mợ? Dường như mợ không được vui. Không có gì. Chị Hai à? Dạ. Bữa nay đi chợ sớm giùm nha. Hôm nay anh Vũ sẽ đến ăn sáng đó. Dạ. Mình đến nhà cô Liễu chơi nha con. Nè, con mặc áo lạnh vào đi. Có ba ghi không má?
Không, ba bận việc. Không, má ghẻ con, má không có về nhà cô Liễu. Lệ à, mẹ con mình đi về quê nghe con. Về quê. Má ơi, má, có phải ông già đó đợi đây đuổi má, nên má phải ra đi. Nhưng sao má không gửi ba kia mà bỏ ba ở lại. Những người ta má lại ra đi. Lệ ơi, má đâu muốn con xa ba để sống bữa đói bữa no. Nhưng má đang gặp điều khổ tâm khó xử. Vậy thì má hãy chờ ba để con hôn ba sao má lại đành lòng. Con, ơi má xin lỗi con chiều má đi. Đi con, đi kẻo không kịp mà. Mai mốt má con mình sẽ trở lại. Đi con, đi. Không, má đi. Ghét con. Đi con, đi mà, đi mau mau đi. Không, má không có về nhà cô Liễu. Má ghét đi. Con. Nghe lời má đi con. Ủa, ai đi đâu sớm mà mở cổng gì kìa. Hiền ơi, Hiền. Bác sĩ ơi. Gì vậy? Chị hai, má với Lệ đâu? Dạ, tôi đi chợ về, nghe nói mợ hai ẵm bé Lệ đi đâu rồi. Trời, mợ hai có để thơ từ gì lại không? Dạ, dạ có, dạ dạ thơ đi, thơ của mợ đi nè cậu. Trời ơi, tôi đâu có về, mợ gạt tôi đi chợ sớm đi mợ đi. Hèn chi, đêm qua mợ thức suốt đêm mợ khóc, nên sáng ra mắt của mợ sưng húp mà. Hiền khóc à? Dạ. Dạ, lúc bác sĩ về, tôi thấy mợ nhìn theo lâu lắm. Rồi mợ ôm mới Lệ mợ khóc. Trời ơi. Cậu đọc thơ của mợ nói gì trong đây nè cậu. Anh thân yêu, em đã nghĩ kỹ lắm rồi. Mới quyết định xa anh, xa mãi mãi. Anh không nên tìm kiếm phí công, vì em và con sẽ đi thật xa, chưa biết dừng lại ở phương nào. Bây giờ thì em yên tâm lắm, vì đã tìm ra phương cách giải quyết êm thấm câu chuyện ngang trái giữa chúng mình. Anh và chị Mộng Ngọc sẽ không bận lòng về em nữa. Em có lỗi là không để cho bé Lệ ở với anh chị được, vì nó là nguồn an ủi duy nhất trong đời em. Tuy nhiên, em cũng cần nói ra một điều hết sức quan uổng cho mình. Em không phải vì tương lai hạnh phúc của con mà tìm đến đây để nương nhờ và dối lòng nói yêu anh. Không đâu anh Vũ, em vẫn một lòng yêu anh như buổi ban đầu gặp gỡ. Nhiều năm đi qua, em có đủ can đảm để sống nuôi con cũng chỉ nhờ chút tình mỏng manh đó. Trời ơi. Giờ đây thì em cũng đã hiểu rõ lắm rồi. Anh có biết được đâu sự đau xót trong lòng của em. Nhưng mà thôi, có nói ra cũng chỉ làm buồn lòng nhau, chẳng có ích lợi gì. Kể từ nay, em và con xin vĩnh biệt anh. Vĩnh biệt Hiền. Hiền, Hiền ơi, anh đã hiểu lầm em. Anh đã hiểu lầm em, hãy tha thứ cho anh, hãy tha thứ cho anh, đừng bỏ anh Hiền. Dạ, thưa bác sĩ, trên bàn của mợ có gói tiền. Tiền của ai vậy? Dạ, và không biết của ai nữa. À, đúng rồi, chắc là của ông già đến gặp mợ hồi chiều. Ông già? Dạ phải, có một ông già sang trọng lắm, đến đây tìm gặp ngay mợ. Nhưng khi ông ấy đi á, thấy mợ buồn lắm. Đúng rồi. Anh Vũ,
Mộng Ngọc, bà đã đến đây. Bây giờ thì em không còn lo khổ nữa, vì Hiền đã ra đi mãi mãi rồi. Anh dù em biết mối tình đầu bao giờ cũng lưu lại những kỷ niệm khó phai mờ. Anh tự thấy có trách nhiệm đối với Lệ và Hiền, thì anh không quên bổn phận đối với em và Dũng. Em xin anh suy nghĩ lại, đừng vì một phút bồng bột mà đuổi theo ảo ảnh đi gieo khổ đau cho cuộc đời. Anh chỉ thấy đau xót vì đã hiểu lầm Hiền nên Hiền ra đi không một lời từ giã. Ôm con thơ phiêu bạc phương trời như cánh bèo trôi dạt giữa dòng sông. Nhưng không lẽ vì một câu nói vô tâm của anh mà Hiền quốc ức đến như vậy? Bà đã toan tính cả rồi. Ba đem bạc tiền đến đây làm sỉ nhục Hiền. Tiền này của ba. Em cứ đưa cho ba thì sẽ biết. Thôi, anh đi. Anh Vũ, anh Vũ. Dung à, hôm nay em không đi học sao hả? Dạ em có chuyện nhà. Đã bận không đi học mà cũng đến với anh nữa. Em sợ anh chờ. À, mình đi đâu đây anh? Anh đã nói với em hôm qua là mình đi xem phòng ở Bình Duyên. Nè, nơi anh mướn để vợ chồng mình về ở đó. Anh này kỳ quá à. Chưa gì hết mà vợ chồng cái gì à, thì sớm muộn gì cũng cưới mà. Ở đâu vậy anh? Bình Duyên Rouge. Bình Duyên Rouge. Ngọc Dung, con là đứa con duy nhất của ba. Con cũng hiểu lòng thương của ba má đối với con như thế nào chứ. Dạ thưa ba con hiểu. Nhưng sao hôm nay ba lại hỏi con như vậy? Con có làm gì làm lỗi không ba? Không không, con không có làm lỗi gì hết. Tại ba có chuyện muốn nói với con. Bây giờ con phải hứa với ba một điều là con không giấu giếm với ba chuyện gì hết. Dạ thưa ba, từ nhỏ đến giờ con không hề giấu giếm ba má điều gì. Như vậy là con ngoan lắm. Bây giờ con cho ba biết con thường đi chơi với thằng Trân không? Dạ có, đôi khi con rảnh rang. Nhưng mà lần nào đi con cũng hỏi má hết á. Thường thường con đi đâu vậy? Ba biết không, con đi vòng vòng mấy chợ Sài Gòn nè. Con đi đến đường Lê Lợi. Có lần đi sở thú nữa, vô viện bảo tàng xem đồ cổ đó ba. Chỉ có vậy thôi sao? Dạ. Mà sao tự nhiên ba lại hỏi con như vậy? Ba muốn biết rõ cậu Trân đưa con đi đâu vậy mà. À, bây giờ ba hỏi thật nha. Cậu ấy có lần nào đưa con đến Bình Dinh không? Dạ có. Có à? Mà có từ bao giờ vậy con? Mà cái điều quan trọng là con có đi hay không à? Dạ thưa ba, anh Trân mới nói với con hồi chiều này nè. Con chưa nhận lời, nhưng mà con hứa ngày mai. Ba, có ai đàm tiếu gì về con không ba? Về chuyện đến Bình Duyên xem phòng. Để sau ngày cưới, vợ chồng con ở với nhau, có hại gì không ba? Hiện giờ thì chưa. Nhưng ba dặn con từ nay về sau,
Con không nên đi đâu một mình với Trân. Con hãy ghi nhớ lời ba dặn nha. Trời ơi ba ơi, có chuyện gì vậy ba? Ba hỏi nếu cần xa cậu Trân, con có đủ can đảm hay không con? Ba, có chuyện gì ba làm cho con lo quá à. Ba đã dò xét cậu Trân, ba biết rõ cậu không phải là người tốt. Trước con đã có rất nhiều cô bị lừa gạt rồi. Ba, có lý nào như vậy? Được rồi, con quá tin cậu Trân thì ba sẽ cho con biết. Cái căn phòng ở bên Ninh kia không phải là nơi Trân mới mướn, mà đã mướn từ lâu rồi. Ba còn biết đó là Building Rose nữa. Thưa ba, dù Trân có mướn căn phòng đó cũng đâu có hại gì, sao ba thắc mắc? Vì con là con của ba má, cho nên ba mới lo âu về những ngày mai sau. Con hãy nghe cho rõ, ba xem con như hạt trân châu, từ lâu được trao được chuốc, đã gần đến lúc bài chân phải được bao giữa gấm nhung. Ba, Trân là một thanh niên có học, đâu phải người xảo trá lưu manh. Ba lo là lo cho duyên phận, ba má sợ con lầm lẫn để hạt trân châu phải rơi xuống ao bùn. Xin ba yên tâm, con thận trọng vô cùng. Thận trọng mà con lạc đường. Ba má đã hiểu tận tường câu chuyện của Trân. Nó là một thanh niên học giỏi lại nhà giàu, nhưng không biết lý do nào nó trở nên người hiểm độc sâu xa. Ba nắm đủ bằng chứng Trân đã phá hại biết bao nhiêu cuộc đời của gái nhẹ dạ rồi. Có thật không ba? Em nghĩ gì vậy Ngọc Dung? Em đâu có nghĩ gì đâu. Thôi lên xem phòng với anh đi em. Dung à, anh sẽ cho họ sửa lại căn phòng ý em thế nào hả Dung? Anh muốn sao cũng được. Em sao vậy hả? Anh muốn hỏi ý em để sửa lại căn phòng này đó mà. Anh muốn làm sao đó thì anh làm. Dung à, em đẹp quá. Có em trong căn phòng này, căn phòng như muốn sáng rực lên. Em đẹp lắm. Đừng mà anh Trân. Anh à, sao đến giờ này mà Ngọc Dung nó chưa về? Nó có nói đi đâu không em? Dạ, nó nói đến nhà bạn chơi. Sao em lo quá à? Được rồi, em đi với anh. Ý, hình như là anh tài cũ của ba kìa. Phải rồi. Dạ, chào ông bà bác sĩ. Chú Tài à, bây giờ chú đổi nghề đi chích dao rồi à? Dạ, làm nghề này nó tự do hơn bác sĩ à. Vậy thì may quá. Chú đi chích dao thường thường chú đến chỗ nào? Dạ đủ chỗ hết á. Khi thì khu lao động bằng cờ, xóm chiếu, khi thì mấy cái binh điên, mà binh điên thì nhiều hơn. À chú đi vậy chắc là chú biết rõ cậu Trân. Cậu Trân con rể tương lai của bác sĩ đó hả? Đúng rồi. Dạ có biết sơ sơ. À chú biết một ngày là hơn người ta biết cả tháng. Bây giờ chú kể cho tôi biết về cậu Trân đi. Chú làm cho ba tôi rất lâu, con Dung nó cũng như là con cháu của chú. Chú biết gì về người chồng tương lai của nó thì chú đừng có giấu nha. Dạ được bác sĩ thương mà tin cậy, tôi đâu có dám giấu cái điều gì. Nhưng mà nếu nói qua thân thế thì tôi cũng không rành, cũng không biết rõ cậu ấy như thế nào. Nhưng về đường ăn chơi thì cậu ấy một cây nổi tiếng lâu nay. Chú nên nói thật chứ đừng bày ra chuyện, để nói xấu người ta như vậy thì không tốt đâu. Thưa bà, bởi tôi đi chích hai đến đó thường, tôi thấy cậu Trân ở đó có mướn một căn phòng, hầu có đùa vui với mấy cô taxi chẳng nói làm gì. Nhưng cậu còn gạt mấy cô khờ dại, bác sĩ không tin cứ đến đó xem chơi.
Đó, em thấy không? Những điều anh xét đoán về nó đều đúng cả. Dạ, thưa ông bà, lúc tôi còn làm cho ông á, tôi thường được ông bà giúp đỡ, nên tôi không có nỡ giấu giếm điều gì. Cậu Trân á, cậu ấy tác tệ lắm. Nhất là cái vụ lừa gạt một cái cô ở tiệm mai, đến đổi cô ấy phải làm vũ nữ, rồi sa đọa, bệnh, chết lên chết xuống. Cô ấy tên gì vậy chú? Người ta kêu cổ là Diệp Thúy. À, Diệp Thúy phòng 15. Được rồi, anh phải đi ngay mới được. Kìa, em làm gì vậy Dung? Dung à, em không thích anh nắm tay em sao? À, dạ không, em... À, nè, chúng ta sắp sửa lại chồng vợ rồi mà. Gia đình hai bên đã chính thức gặp gỡ, thì mình có gần gũi hơn nữa cũng chẳng sao. Em không tin anh sao Dung? Trân thành thật hay giả dối? Nếu giả dối, sao lại bảo gia đình đến xin cưới mình? Dung, em nghĩ gì vậy? Em làm anh buồn quá. Anh Trân, em xin lỗi anh. Em khó nói quá. Dung à, chúng mình đâu có gì giấu nhau nữa. Anh định bảo em hôm nào mình sẽ nói ra hết những chuyện yêu đương thầm dụng trước kia, để về sau anh với em không có sự hiểu lầm với nhau. Anh định vậy hả anh? Vậy mà em cứ tưởng. Em tưởng thế nào? Em tưởng anh thiếu thành thật với em. Thiếu thành thật với em? Có những chuyện khiến cho em mỗi lần gặp anh, em đều có cảm tưởng không biết mình có được gần mãi không anh. Em linh cảm như có chuyện chẳng lành xảy đến. Dung, trước mắt em như có bức tường cao thoáng hiện ra để ngăn trở chuyện đôi mình. Em sợ biển cách sông ngăn sẽ chia rẽ duyên tình. Mình yêu nhau nhưng còn định số, còn quyền lực của mẹ cha. Em sức yếu tay mình nên sợ mình không thể vượt qua. Dung ơi, hạnh phúc đã gần kề, anh muốn biết kẻ nào phá rối. Chuyện gì đã xảy ra khiến cho lòng son sắt của em chỉ phút chốc đã nói điều kéo ra hồ ta. Dung em, hay là em đã yêu ai? Em yêu ai hả? Em nói cho anh biết đi Dung. Trời ơi, anh đừng có nói như vậy. Từ nhỏ tới lớn em chỉ biết lo học mà thôi à. Lo học. Vậy tiện hỏi tại sao? Trời ơi, em đến đây nói lời chia rẽ đau thương này. Thôi em đừng hỏi chi, em khổ lòng anh thôi. Ai hiểu cho tâm sự, nỗi khổ sầu đớn đau tột cùng. Xin chớ nên đau buồn làm em nhói đau lòng thêm. Dù ai có gây chia lìa, lòng em vẫn yêu mình anh. Ngọc Dung ơi, anh thú thật với em giữa cuộc sống phù qua lôi cuốn. Anh đã mấy lượt chia tay và đã bao lần gặp. Dung ơi, nhưng từ khi gặp Dung anh đã tha thiết yêu em, và xem như cuộc tình đầu cũng là cơn mộng vui. Và anh đã tô đắm say cho tình ta mãi được nên ai hận. Anh có tâm sửa
đổi chính bản thân mình. Ước mong sao gia đình ấy bên hòa hợp hôn lễ tiến hành cho mình còn mong. Mặt nước hồ im bỗng nhiên gãy sông. Chúng ơi nếu có một biến cố nào làm cho tình ta tan vỡ thì anh còn tiếc gì sống ở nữa trên đời. Anh Trân, anh đừng nói vậy mà. Em tin anh, dù ai nói gì em cũng tin anh. Dung, thật hả em? Con giỏi thật. Dạ thưa ba, không phải con. Cậu Trân, chưa chi mà cậu đã lợi dụng lòng tin của vợ chồng tôi. Như vậy là quá lắm rồi. Dạ, thưa bác, xin bác xét giùm. Chúng con không làm được gì sai quấy đâu bác. Thưa ba, thật mà ba. Thật à? Cậu Trân, cậu khỏi bận tâm nữa. Từ nay về sau trước khi đưa Ngọc Dung đi đâu, cậu phải báo cho tôi biết. Ba làm như con còn bé lắm vậy. Thôi về, để mẹ con trông. Trân à. Dạ. Tại sao đã có nhà rồi mà cậu còn mướn chi văn phòng này cho tốn vậy? Dạ cháu mới mướn. Cháu dự định cưới hỏi xong. Mới mướn à? Dạ. Cậu nói mới mướn mà sao ông Gác Giang nói với tôi là cậu mướn 5 năm rồi. Bác. Anh Trân. Ngọc Dung mà. Con nói với ba là đến đây để thử lòng Trân, chứ không lẽ chỉ nghe bà chủ tiệm Tây Thi rồi tuyệt giao với Trân là tội quá. Vậy mà hôm nay con đến đây, con đã tìm hiểu được những gì chưa? Ba, anh Trân đã tỏ ra thành thật với con. Anh nhận có biết nhiều người đàn bà, nhưng số anh khổ vì tình yêu nên thường bị phụ tình. Anh đau khổ đến khi gặp được con đó. Cậu Trân, cậu giỏi thật. Cậu có nhiều mánh khóe để khiến cho con tôi tin cậu hơn. Cậu Trân à, chuyện của cô Duyên, cô Hạnh và cô Tùng thì đã qua rồi. Còn chuyện của Diệp Thúy. Diệp Thúy. Cô gái của tôi, bạn gái của tôi nghe chưa? Ê, làm mặt lạ mày. Mày hai đời tao chưa đủ hay sao mà còn hại thêm những người khác? Tao phải vạch trần bộ mặt đéo cắn lừa lọc của mày. Đồ khốn nạn, đồ đéo già, khốn nạn. Thôi đi em.
Thúy, Thúy em, Thúy. Anh Trần, anh còn mặt mũi nào mà gọi đến tên tôi nữa chứ? Kìa, em sao kỳ vậy? Anh đến năm em làm gì em giận anh vậy? Không phải chỉ giận anh, mà tôi còn thù anh, tôi quán anh, tôi giết được anh là tôi giết rồi. Thôi Thúy à, cái chuyện cũ rồi nè, hôm nay mua hoa đến tặng em nè, trái cây nữa nè, mua sữa cho em. Dẹp! Trời ơi, sao em kỳ vậy? Anh biết em bệnh, anh đến anh thăm em vậy mà em lại giận dữ phũ phàng như vậy. Thôi thôi đi Thúy. Bộ anh tưởng tôi không biết tâm địa của anh sao? Vì anh đến đây nào phải thăm tôi với tấm lòng chân thật, mà để dò hỏi thử coi tôi có hiểu cái chuyện anh đi hỏi vợ hay không à. Kìa, hay nói với em như vậy hả Thúy? Anh định cưới Ngọc Dung vì Ngọc Dung có tiền muôn bạc vàng. Bao nhiêu cô gái khóc hận vì anh còn chưa thỏa mãn hay sao? Lại còn tìm đến gia đình trung hậu thuần lương, định giở trò lưu manh như tự bấy lâu nay à? Diệp Thúy, Thúy ơi, em đừng giận anh mà vội vàng kết tội. Nè nghe nói nè, anh tự biết rằng anh có lỗi nhiều với em. Thôi thôi, đừng có giả nghĩa giả nhân với tôi nữa, tôi không có tin đâu. Tôi sẽ nói hết chuyện này cho gia đình Ngọc Dung biết. À, được rồi, nếu em cố tình phá hoại hạnh phúc của anh à, nè, nói cho em biết, em sẽ lãnh lấy hậu quả không hay đâu. Nói cho em biết đó. Hăm dọa hả? Dám giết tôi không? Tôi không mẹ, không cha, không gia viên điền sản này, không tiền, không của nè. Anh giết tôi đi, anh giết tôi chết đi, cho tôi thoát khỏi cuộc đời ô nhục này. Giết đi. Cái gì, cái gì? Không muốn sống nữa, cái giết gì đó, đi. Cái gì đó? Ô, coi, coi, cái gì? Cậu Trân, cậu định làm gì bệnh nhân này? Dạ thưa bác, dạ thưa bác, tình cờ con đến đây, con gặp cô này. Cô này cô lên cơn, cô định tự tử đó bác à. Thằng khốn kiếp, mày hãy đi đi, đi cho khuất mắt tao, nếu không tao sẽ liều mạng với mày. Đi. Mày đừng tưởng giỏi tài cãi chối, rồi muốn nói gì thì nói nghe chưa. Tôi đã biết rằng hành động của Trần. Dạ dạ thưa bác à... Cậu muốn nói gì tôi cũng không tin mà. Sao cậu dám quấy rầy bệnh nhân của tôi? Nếu cậu biết điều thì mau mau đi về, ra khỏi nơi đây lập tức là hơn. Dạ dạ thưa bác. Tôi cấm cậu từ nay không được quấy rầy bệnh nhân của tôi nữa. Tôi vì tình ba má cậu cho nên tôi tạm bỏ qua. Nếu mà cậu còn tái phạm tôi sẽ không tha đâu. Bác à, bác, bác Diệp Thúy, tôi nói cho cô biết, nếu cô can thiệp vào chuyện này tôi sẽ không tha cho cô đâu. Thằng khốn nạn. Sao, cậu nhớ rõ chưa? Cậu gạt gẫm Diệp Thúy đến đổi thân tàn ma dại phải nằm ở bệnh viện mà cậu còn đến quấy rầy nó nữa. Rồi là yêu cầu nó đồng lõi với cậu để gạt gẫm Ngọc Dung. Bác, trời ơi, có thật như vậy sao ba? Con à, việc này đã xảy ra trước mắt ba mà con. Cậu Trân, bây giờ cậu còn chối nữa thôi. Tôi mong cậu từ nay đừng có bén mảng đến gia đình tôi nữa. Đi, về Ngọc Dung. Ba. Dung. Dung ơi. Dung. Dung ơi, xưa nay anh quen đùa giỡn với ái tình. Bây giờ anh thành thật thì... Thank you.
chuyện gì, chuyện buông gì vậy? Hả? Tôi ra. Chuyện gì? Buông ra. Bác sĩ ơi, cô ấy cầm dao định tự tử đó bác sĩ ơi. Cô đặt cô nằm xuống đi, rồi để cho tôi. Bác sĩ coi chừng cô ấy đang xúc động mạnh, mỗi lần ôm bức ảnh trên bàn kia là cổ bị như vậy đó bác sĩ. Cô để đó cho tôi. Dạ. Cô quên những lời tôi dặn cô rồi sao? Tôi bảo đảm là cô sẽ lành bệnh cái mà. Sao? Thưa bác sĩ, tôi nhớ tới hành động điệu giả của Trân, rồi tôi nhớ tới má tôi, nên tôi không còn muốn sống nữa. Phải chi tôi còn tình thương của mẹ, phải chi tôi còn có một người cha. Ba má cô mất hết rồi à? Không, ba tôi còn sống, nhưng ông độc ác lắm. Ông đã bỏ má tôi từ lúc tôi 7-8 tuổi đầu. Những lúc sống bơ vơ tủi nhục, tôi càng oán hận ba tôi. Vậy còn má cô? Má tôi chết từ lúc tôi mới lên 10. Nè, ông xem nè, má tôi đẹp lắm phải không ông? Chỉ có đôi mắt hơi buồn á. Má tôi đó bác sĩ, má thương tôi lắm. Không lúc nào mà mẹ con tôi rời xa nhau. Thế mà chiến tranh đã làm tan rã hạnh phúc gia đình tôi. Má cô tên gì hả? Dạ tên Hiền. Hiền? Dạ. Quê ở đâu? Dạ quê ở Vĩnh Long á. Vĩnh Long? Dạ. Trời ơi. Bác sĩ, dường như bác sĩ xúc động. Tôi xúc động cho hoàn cảnh của cô Diệp Thuy. Cô hãy nói cho tôi biết, má của cô chết trong trường hợp nào vậy? Hồi má tôi chết, tôi còn nhỏ lắm, nhưng đã trải qua bao nhiêu thăng trầm phiêu bạt. Tôi không làm sao quên được một chiều đông thê thảm trên mảnh đất quê nghèo. Thảm như vậy chứ. Càng nghĩ tôi càng oán hận ba tôi. Một người đàn ông bạc nghĩa vô tình, Diệp Thúy, cô oán hận ba cô, nhưng biết đâu ba cô đã tìm cô và má cô mà không gặp. Rồi
Má cô không nói rõ cho cô biết ba cô là ai sao? Thưa bác sĩ, má tôi chết không một lời trăn trối, thì làm sao tôi biết được ba tôi là ai? Tôi chỉ nhớ lúc nhỏ tôi có gặp ba tôi trong một tòa nhà rộng lớn. Ba tôi có nói chuyện với tôi nữa. À, có lẽ bị hoàn cảnh trái ngang sau đó cho nên ba má cô mới xa nhau mà. Thưa bác sĩ, như vậy ba tôi càng đáng khinh ghét hơn. Đã biết hoàn cảnh không cho phép, sao lại phá hoại cuộc đời của má tôi rồi đi cưới vợ? Thử hỏi như vậy có tàn nhẫn hay không? Mà thôi, bác sĩ đừng nhắc đến ông ấy nữa. Được, được, tôi hứa là không nhắc tới chuyện đó nữa. Nhưng mà từ nay tôi sẽ giúp cô hết lòng để cô không còn khổ nữa. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ tốt với tôi quá. Dạ, thưa bác sĩ, bác sĩ Trọng cho mời cô Thúy qua chụp hình phổi. Thưa bác sĩ, em đi. À, cô Thúy à, nhớ từ nay là đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa nghe chưa? Cảm ơn bác sĩ. Em đã thấy tin tưởng nhiều nữa bác sĩ. Thanh Lệ con, con của ba. Hiền, Hiền ơi, đã bao nhiêu năm anh để tâm tìm kiếm, đến nay được tin tức em thì chỉ còn được nhìn em trong di ảnh với đôi mắt người xưa đẫm lệ. Gánh nặng lắm đau thương, đời sớm chia phôi những tưởng tình ta phải ly tan. Rồi gặp gỡ bất ngờ và bây giờ lại vĩnh biệt nhau. Một người ở lại chăn nguôi sầu, nỗi nhớ thương sẽ còn đeo đắng mãi. Trời ơi, một phút lỗi lầm mà ân hận đến thiên thu. Sao ta lại đối tốt với mình như vậy? Lòng nhân từ của một vị lương y, hay là có một điều gì khác? Lệ, ba mong rằng con hiểu được sự hối hận của ba. Ông ta nhìn mình dưới đôi mắt lạ quá. Tiếc rằng ông ấy hơi già. Hiền ơi, anh đã nhìn thấy em qua đôi mắt của cô. Ước gì tôi được sống chung với các em. Ba đã hiểu được ý nguyện của con rồi. Ngọc Dung, Dung em về nào vậy? Dạ, em về hơn tuần rồi. À, nè, em đợi xe phải không? Anh đã bảo chú tài xế của em lái xe về rồi. Sao anh làm vậy? Thì hôm nay có anh rước em rồi mà. Em
không đi với anh được đâu. Ba em cấm đó. Anh biết vậy mà. Bởi thế mà anh muốn gặp em hôm nay. Ba cấm em là vì lý do riêng của ba mà. Ba đã không cho phép anh gặp em nữa thì anh đừng có đến trường như vậy. Với lại em cũng muốn tinh thần được yên ổn để học. Ngọc Dung, Dung à, em có biết là mấy tháng em đi Đà Lạt, ở nhà anh nhớ em đến mức độ nào không hở Dung? Tại sao gặp nhau em lại tỏ vẻ lạnh nhạt như vậy? Lên Đà Lạt em cũng đâu có vui gì. Nhưng em nghĩ tình chúng ta ngang trái thì có thành vợ chồng cũng khó bền vững được. Đã không thành thì thôi, chúng ta nên xa nhau cho em đẹp. Trời ơi, ngang trái gì đâu, chỉ vì ba em không muốn đó thôi. Nè, lên xe anh đi, anh sẽ nói rõ hết cho em nghe. Nè, anh nói ngay đi, việc gì phải lên xe? Khổ quá, sao em cứ nghi ngờ lòng thành thật của anh hoài à. Câu chuyện dài dòng lắm Dung mà nói hết không được đâu. Đây nè, bây giờ anh nói cho em biết nha. Anh sợ không gặp em cho nên anh viết cho em một lá thư dài dài, thiệt dài nè, thấy chưa hả? Thì đây, đưa thư đó cho em. Ý, ý, ba em đến kìa. Anh nè, anh đi nha. Dung, em có hiểu cho anh là mấy lúc gần đây anh rất khổ tâm, nhưng anh vẫn âm thầm chịu đựng sự đối xử quá khắt khe của ba em. Nhiều khi anh tự hỏi không biết vì lẽ gì mà bác trai lại quá khó khăn với anh như vậy. Bây giờ thì anh đã hiểu rồi, sở dĩ lâu nay bác trai ghét anh cũng chỉ vì một người đàn bà. Trời ơi, ba tôi nhỏ nhen khe khắt cái chân vì một người đàn bà. Mà người đó là ai? Chắc em chưa quên vụ cô thợ may trước đây. Cô thợ may đó ngày nay là một vũ nữ đẹp nổi tiếng ở vũ trường. Tên cô ta Diệp Thúy. Diệp Thúy, người tình cũ của anh Trần. Anh không ngờ Diệp Thúy đã quyến rũ được bác trai, và hiện tại bác trai đã mua nhà cho cô ấy ở. Em muốn biết rõ, anh sẽ đưa em đến đó. Trời ơi, có thể như vậy sao? Ba tôi mê vũ nữ, tôi phải tìm bằng anh Trân mới được. Đó, em thấy không, tiệm sách Ngọc Thanh kia cũng là của bác trai lập ra cho con nhỏ vũ nữ đó. Em sẽ vào đó xem có ba em không. Dung, 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 em muốn gặp bác trai à? Dạ, anh đi với em. Dung à, bác trai mua nhà cho Diệp Thúy ở, giấu hết mọi người. Nếu bây giờ mình vào á, lỡ bác hay Diệp Thúy biết được, nó sẽ to nhỏ với bác dọn đi chỗ khác. Dọn đi đâu thì dọn, em chỉ muốn giáp mặt con bé đó, nói cho đã nư giận thôi. Anh không vào á, thì để em vào một mình. Dung, Dung. Xin lỗi cô, cô có phải là Diệp Thúy? Vâng, tôi là Diệp Thúy đây. Xin lỗi, cô là ai vậy? Tôi chưa từng hân hạnh được biết cô. Đáng lý ra cô phải biết tôi từ lâu rồi kìa. Thưa cô nói sao tôi không hiểu. Tại sao tôi phải biết cô từ lâu chứ? Tại vì cô quá hời hợt. Cô sống ích kỷ mà không cần đến hạnh phúc của bao nhiêu người khác. Cô không biết tôi là ai, nhưng chắc chắn cô biết ba tôi. Nếu không, làm sao cô có một tiệm sách đồ sộ như thế này? Cô là... Tôi là Ngọc Dung, con gái của bác sĩ Vũ đây. Cô Diệp Thúy, tôi khuyên cô đừng nên đem nụ cười giả tạo để bán sâu tình yêu trên lệch. Người như cô là người thừa trong xã hội, bởi muốn có một đời xa hoa nên cô chẳng kể chi dư luận. Đời cô chỉ biết có tiền với bạc nên chen vào hạnh phúc của người ta. Không, cô à, cô đã lầm mà đã nặng lời với tôi. Nè, cô đừng bào chữa mắt công.
bởi cô khôn ngoan muốn nói sao cũng được, bởi vì ba của tôi có bạc vàng tiền muôn, cô muốn đoạt nên mới giả bộ yêu đương. Tôi chỉ yêu cầu cô hãy buông tha. Cô Dung, cô đừng nắng lời với tôi vô ích. Tôi đã hứng chịu bao nhiêu đau thương trên bước đường dáng dài sương gió, thì những tiếng đắng cay, những lời phũ phàng cay đắng hình như trời dành riêng cho số phận của tôi rồi. Nhưng dù sao tôi vẫn còn danh dự một con người. Tôi xin thề với cô rằng với bác sĩ không có mối cảm tình liên hệ. Thứ tình cảm mà cô đã gắn cho tôi sẽ tỏ ra cho cô thấy rõ tấm lòng thành thật của tôi, để cho cô không còn giận hờn căm tức. Cô ơi, cô chỉ biết tôi qua cuộc sống xa quá vật chất, chứ đâu biết giùm tôi chứng minh sự thành thật của tôi. Đây là tiệm sách của ba cô, tiền nong như vật dụng trong nhà. Cô là con ruột của người tôi sẵn sàng giao lại để tôi sống cuộc đời bất hạnh của riêng tôi. Cô Thúy, cô nói thật đó chứ? Như vậy chắc là cô đã vừa lòng rồi. Tôi sẽ viết thơ cho ông Vũ để từ biệt, nhưng tôi không đá động gì đến câu chuyện không đẹp giữa tôi với cô hôm nay. Cô chờ tôi trong giây lát nha. Ba! Kìa, Ngọc Dung, con đến đây làm gì vậy? Dạ thưa ba, con đến đây để biết rõ ràng sự thật của ba. Bấy lâu nay ba giấu giếm gia đình, để đến đây sống gần bên người đẹp. Dung, con bình tâm nghĩ lại, vì con đã hiểu lầm ba rồi. Thưa ba, con nhất định không lầm, xin ba đừng giấu giếm với con. Nếu cô không đến nơi này thì gia đình xảy ra chuyện gì nữa? Ngọc Dung, ba đừng chặn lời con. Con đã hiểu sự thật hết rồi. Ba yêu con Vũ nữ đó. Mà tại sao ba lại quán ghét anh Trần? Ba làm khổ con, ba không thương con mà. Ngọc Dung, trời ơi, con đã hiểu lầm rồi. Diệp Thúy đâu có phải là người yêu của ba. Thôi thôi, ba đừng có giải thích gì nữa. Ba không thương con, ba hết thương má con rồi. Thôi, ba lo cho người ta đi. Con đi đây nè. Con, Dung. Trời ơi, con lầm rồi Dung ơi. Diệp Thúy là con ruột của ba, là chị ruột của con mà. Chị Vũ, chính vì sợ nguồn dư luận lan tràn gây cho chị một sự hiểu lầm nên tôi mới đến đây. Anh sợ tôi hiểu lầm việc gì? Hiện tại thì toàn thể nhân viên y tá trong bệnh viện đều đồn rằng anh Vũ đang yêu một nữ bệnh nhân, cô Vũ nữ Diệp Thúy, và đã mở tiệm sách cho cô ấy đó. Không, đời nào có chuyện đó. Tôi hiểu chồng tôi mà. Chắc tại nhà tôi quá tận tụy với chức vụ nên anh chị em nghi ngờ chứ gì. Không phải chỉ y tá nghi ngờ, mà đến các bác sĩ đồng nghiệp cũng phải chú ý. Cho đến một hôm tôi gặp Vũ đi chơi với Diệp Thúy, tôi mới bàng hoàng. Bộ chuyện đó có thật hả anh? Đúng vậy, bên ngoài thì rõ ràng là thế, nhưng bên trong còn nhiều bí ẩn. Nghĩa là sao anh? Vì cô Vũ nữ kia không phải là tình nhân của anh Vũ đâu, mà là con của anh ấy. Trời, bé Lệ. Phải, thưa chị, cô Vũ nữ ấy chính là con của cô Hiền ngày xưa. Trong lúc nằm ở bệnh viện này, cô Thuy lấy hình mẹ ra xem, nên anh Vũ mới nhận được con. Nhưng tại
trong tiệm sách của anh Vũ mua hôm rồi. Hiện giờ Hiền đã mất rồi, con của ảnh cũng là con tôi. Tôi nghĩ chắc Vũ không sợ chị ghen, nhưng bé Lệ đã sống một nghề không tốt đẹp với đời. Nghề Vũ nữ đèn đêm, cái dĩ dàng tối đen, bé Lệ sẽ làm cho chị bực mình, có hại cho tương lai của Ngọc Dung sau này. Xin chị đừng, đừng trách phiền anh Vũ. Nhưng bây giờ tôi muốn biết bé Lệ đang ở đâu, tôi muốn gặp nó ngài. Xin anh chỉ giùm tôi. Tôi cũng không biết địa chỉ nữa. Má ơi! Dung! Má ơi! Ba con! Việc gì mà con khóc? Ba con sao? Dạ thưa bác cháu. Con cậu, tôi không bằng lòng cho cậu gặp con Dung. Sao cậu cứ đến để gặp nó hoài vậy? Dạ. Cậu đừng để tôi phải nặng lời với cậu. Bác! Má! Má đừng trách anh Trân tội nghiệp. Không có ảnh, cô không biết việc làm của ba đâu. Việc gì của ba? Ba chẳng đứng việc hôn nhân của con là vì tình cảm riêng tư với một cô vũ nữ. Ba còn mở tiệm sách cho nó nữa. Ngọc Dung! Cháu đã lầm rồi. Thưa bác sĩ à, chúng cháu không lầm đâu bác sĩ à. Ngọc Dung nặng lời với Diễm Thúy là đúng. Bác sĩ còn binh vực nữa sao? Cậu bước ra khỏi nhà này ngay. Đừng bao giờ léo hánh đến đây nữa. Thưa má, anh Trân. Ngọc Dung, rồi con sẽ hiểu. Thật cháu không ngờ thật mà. Đã giúp cho gia đình này hiểu sự thật mà lại phải nghe những lời phũ phàng đó sao? Ngọc Dung, anh vì em mà phải chịu sự nhục nhã này. Anh Trân! Má! Sao má lại đuổi anh Trân? Không có ảnh, làm sao mà biết rõ sự thật về ba chứ? Ngọc Dung ơi, con đã lầm rồi. Người vũ nữ không phải là tình nhân của ba con, mà là chị ruột của con đó. Chị ruột của con? Có thật vậy không má? Đúng, bé Lễ là con của cô Hiền ngày trước. Nó sanh ra trong lúc mẹ nó ôm niềm đau đầy nước mắt, nên nó đã sớm gian nan vất vả giữa phong trần. Có mẹ có cha mà như côi cút một mình, phải lăn thân vào cuộc đời gió bụi sương gió phủ vàng làm ra nụ tâm xuân. Lúc nào nó cũng xem Vũ là một ân nhân đã cứu nó thoát khỏi dũng bùng ô nhục. Nó không hề biết đó là người cha ruột mà mẹ nó đã trao trọn chung thân mối tình đầu. Trời ơi, Diệp Thúy là bé Lệ, là chị ruột của con. Má, ba, tại sao sự việc như vậy mà ba má lại giấu con? Chính má cũng mới vừa biết đó thôi con à. Diệp Thúy là người con đã hết lời mai mẹ nguyền rủa, lại là chị ruột của con. Trời ơi, trong lúc con sống trong vàng son nhung lụa, xuống ngựa lên xe thì chị con phải tan nát một đời qua, không chỗ tựa nương, không người che chở. Ôi kiếp người lớn gây ra sao để lũy cho con trẻ, rồi nay trước cảnh ngộ đau thương phải lỡ khóc lỡ cười. Ngọc Dung, con đừng hận trách ba con, vì anh ấy cũng đã thầm đau khổ mười mấy năm dài tự hành hạ bản thân ăn năn
hối hận vì chuyện lỡ lầm của thuở xuân xanh. Con phải đi gặp chị cô. Ngọc Dung, Ngọc Dung, Ngọc Dung. Diệp Thi, Diệp Thi ơi, Diệp Thi mở cửa đi con ơi, con đừng làm bậy với con, ba đây nè con. Lệ ơi, Lệ, ba đây nè con, mở cửa mau đi con, Lệ. Lệ ơi, Lệ, mở cửa đi con. Lệ ơi, ba đây nè, mở cửa đi con. Ba! Con! Lệ con! Lúc ở nhà thương nhờ tấm ảnh của má con mà ba mới nhận ra con. Đang ly ra, ba phải nói sự thật cho con biết lúc đó. Ba! Nhưng mỗi lần ba muốn nhắc lại chuyện xưa, Thùy, con còn oán hận ba nữa không con? Ba, con không ngờ được sống gần bên ba một năm trời mà con không hay biết. Thùy à, từ nay không bao giờ cha con ta xa nhau nữa đâu con. Thưa ba, chắc là con không thể nào ở lại đây. Thùy, con nói gì lạ vậy? Con không ở đây rồi con đi đâu vậy con? Con không biết rằng con sẽ đi đâu, nhưng con ở nơi đây, giữa con và gia đình còn bao nhiêu ngang trai. Ngọc Dung chưa hiểu được con, còn dì Mộng Ngọc sẽ nghĩ như thế nào? Con cứ ở đây, con không phải đi đâu hết. Ngọc Dung em con, nó sẽ yêu thương con hơn ai hết. Còn dì con thì hiền đức lắm con à. Con tin lời ba nói, nhưng ba quên rằng con có một dĩ vãng không mấy tốt đẹp sao? Nhiều người trước kia biết con là một vũ nữ ở các vũ trường. Con, chuyện ấy đã qua rồi, con có nghĩa gì đâu mà con nhắc nhở điều đó chứ. Nếu con nhắc thì con chỉ làm khổ lòng ba thôi con à. Ba. Con, Lệ, con nói con định đi mà. Mà con đi đâu vậy con? Con sẽ làm gì? Thật, ba không yên tâm chút nào hết thưa con à. Ba ơi, ngày trước con cô đơn bước vào đời vì nhẹ dạ, cho nên con lỡ bước xa chân. Lúc ấy con thiếu tình thương cha mẹ, thiếu hẳn lẽ sống trên đời, nên ý nghĩ quyên sinh đen tối mới đến với con. Ngày nay đau khổ đã làm cho con sáng mắt, tình thương yêu của ba đã làm cho con tin tưởng ở tương lai. Ba, con xin ba cứ yên lòng. Con, nhưng mà con đi rồi bao giờ con mới về? Không lẽ cha con mình không bao giờ gặp nữa sao con? Ba, thế nào rồi con cũng về cũng thăm ba mà. Không, ba đừng gọi tên đó nữa. Con là Lệ,
là lễ của ba đây. Lễ của ba. Ba sẽ cho con một số tiền để con chi dùng, rồi con viết thơ cho ba biết con ở đâu để ba lo bảo bọc cho con. Ba biết khó có thể nào cầm chân con ở lại, nhưng nếu con đi mà con nghĩ thương ba thì ba xin con một điều là từ đây cho đến ngày trở lại con hãy cẩn thận trên đường đời nghe con. Ba, ba ơi, con xin vâng lời ba dạy. Đây là bức ảnh của con, gửi lại cho Ngọc Dung. Thôi con đi nghe ba. Lễ con, con ơi, trước khi con dâng thân trên bước đường sông gió, con hãy nhớ gương của ba mà lánh xa những lỗi lầm buổi trước đã làm cho tan vỡ mộng đẹp tuổi xuân. Đây, con xem ơi, tóc của ba đã đi xuống rồi. Bao nhiêu hối hận chồng chất trong lòng ba đã chịu dày vò tinh thần lẫn thể xác của ba. Trời ơi, giọt máu rơi kỷ niệm buổi chia tay nay vừa gặp lại xa lìa vĩnh viễn. Con ơi, đường con đi đầy chông gai hiểm trở, con hãy nhớ lời ba mà báo trọng lấy thân mình. Vâng, con xin nhớ lời ba dạy. Ba, ba nói lại con xin chào dì con và em con. Ba răng giữ gìn sức khỏe nghe ba. Con đi. Lệ, Lệ. Ba, ba. Lệ con. Con sẽ trở về, con sẽ trở về mà. Lệ con, sản nghiệp này ba tạo ra cho con đó. Ba mong có ngày con sẽ trở lại. Rồi ba. Chị con đi rồi. Hả? Chị Lệ con đi rồi hả ba? Sao ba không giữ chế lại? Chị con đã cương quyết ra đi, ba không thể nào giữ lại được con à. Bây giờ làm sao hả ba? Sao mình lại để cho con nó đi như vậy? Chị Lệ đi chỉ vì con đó thôi. Lỗi của con biết bao giờ chuộc được, nhưng con thề sẽ tìm được chị con. Con đừng buồn, chị con đã tha lỗi cho con rồi. Đây là ảnh và thơ của chị con gửi lại cho con, nhưng mà ba đã hiểu nó đi đâu rồi. Em Dung, em không có lỗi gì với chị đâu. Đừng bận tâm nữa, chị đã hiểu và tha thứ cho em. Giờ đây chị chưa có thể ở lại gia đình, nhưng chắc chúng mình sẽ có ngày gặp lại. Sau hết chị khuyên em một điều, là đừng nên dễ dãi với Trân. Con người đó nguy hiểm lắm, đã làm hại cuộc đời của chị. Chị có lời kính thăm gì và cầu mong sẽ có ngày tái ngộ. Chị của em, Lệ. Má, liệu chị con có trở lại không má? Chị con đã hứa thế nào cũng giữ lời mà con.